Quý thính giả thân mến, Việc làng là tác phẩm của Ngô Tất Tố, một tên tuổi vĩ đại của nền văn học nước nhà. Ông đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào tiến trình văn học Việt Nam hiện đại. Những trang viết của cụ Tố truyền tải đến chúng ta những thực tế nhức nhối trong sinh hoạt của người nông dân và nông thôn Việt Nam trước năm 1945. Ngô Tất Tố luôn biết cách khiến người đọc phải kinh ngạc với những phát hiện sâu xa của mình trong sự sống con người và những biến chuyển văn hóa trong lòng xã hội ngoài những tiểu thuyết kinh điển như Lều Chóng, Tắt Đèn. Ngô Tất Tố còn để lại cho chúng ta những ghi chép, thể hiện tính thời sự và khả năng quan sát nhạy cảm về con người, thời cuộc và xã hội. Dân mình khổ quá, ai cũng phải thốt lên như thế sau khi đọc được những tác phẩm của cụ Ngô Tất Tố viết về xã hội Việt Nam trong những năm nghèo đói, cơ cực của thế kỷ 20. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về xã hội cũ với tác phẩm Việc Làng của cụ Tố. Nghe! để thấu hết những cái hủ tục, lạc hậu, biết nó từ đâu mà ra và làm thế nào để bài trừ chúng ra khỏi xã hội này. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin gửi đến quý thính giả tác phẩm Việc làm của nhà văn Ngô Tất Tố. Chương 1. Lớp người bị bỏ sót Hôm ấy một hôm về cuối mùa đông, cách đây độ hơn 10 năm, trời xế chiều, Tôi mới đến nhà cụ thượng lão Việt Cái nhà mới lạ làm sao Nó là một túp lều tranh lụp sụp Đầy cảnh thê thảm Nhưng lại có vẻ vui vẻ Ở gian bên này khách hứa tấp nập Người ta cười cười nói nói Sốt sắng đợi hơi thở cuối cùng của ông cụ già Cụ thượng nằm to vo trên chiếc giường tre trong gian bên kia Mặt cụ ngoảnh vào bức vách Lưng cụ uốn gù con tôm Bức chăn dạ đỏ Phủ trên mình đá Hóa màu gạch non vừa vặn đậy kín từ vai đến gối Cây đầu trắng xóa và đôi bít tất thùng gót Đeo ở cổ chân đều bị để lộ ra ngoài Cánh dại tre ở trước cửa chỉ còn lơ thơ vải nan Gió bắc tự do đưa mãi hơi lạnh từ ngoài sân vào vách Mấy cục cụ tre nhóm trên đống chấu cạnh giường đã hết ngọn lửa Khói đang nghi ngút tỏa khắp nhà Cụ thượng từ từ mở hai bàn tay gầy guộc Khoác nhau ở đằng sau gáy Nặng nhọc trở mình ra ngoài Chào tôi bằng hai con mắt cảm động Khi tôi gión rén ghé vào giường cụ và sẽ lên tiếng hỏi cụ. Biết bao nhiêu sự hối hận rung động lòng tôi, nó trách tôi đến thăm cụ muộn quá. Với cụ, tôi không phải là kẻ họ hàng thân thích hay người cùng tỉnh cùng huyện, sở dĩ biết nhau chỉ vì một chuyến tàu thủy chạy từ Hà Nội xuống Nam Định. Chuyến tàu chở dân lều trõng lần cuối cùng. Bấy giờ, tàu cạn ở trên cửa luộc, phải dừng lại đó suốt hai ngày một đêm để chờ con nước. Trong lúc suốt ngày đêm, lênh đênh ngồi trên mặt nước để nghe những tiếng gì xế gì và xám xế xám của bọn mách nô đo nước. Người ta dễ thân với nhau nếu đã cùng nhau ăn cùng mâm và nằm cùng chiếu. Nhờ vậy, tôi mới trở nên người bạn của cụ, dù tôi kém cụ hơn ba chục tuổi và không phải cùng làm một nghề với cụ. Cụ yêu tôi về tính hoạt động, còn tôi thì tôi trọng cụ ở chỗ từng trải, chất phác, có can đảm, không câu nệ, luôn luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan nhất là những lúc dung đùi mà cất chén rượu, cụ đã tỏ ra người có trí khí. Bấy giờ cụ đương buôn than, thường lên Hà Nội mua hàng tải về Nam Định. Nhưng cụ cũng có biết chữ, chữ quốc ngữ đủ để đọc báo, chữ Hán thì có thể hiểu những cuốn Tam Quốc Chí hay là Trinh Đông Trinh Tây. Sau mấy ngày tình cờ hội ngộ, chúng tôi biệt nhau khi tàu cập bến Nam Định. Từ đó tuy không gặp nhau, nhưng mà hai bên vẫn có thư từ đi lại. Mỗi lần cụ đổi nghề này làm nghề khác Đều có viết giấy cho tôi Ân hận hơn hết là cái giấy mời tôi đến làng Lão Việt Dự tiệc 70 Cái tiệc người ta ăn vạ cụ Về tội dám sống đến 70 tuổi Để là cụ thượng làng ấy Lúc ấy tôi đã định đi Rồi lại ngần ngại không đi Thế rồi 3 năm sau Một bữa tôi nhận được một bức thư của cụ Và tôi giật mình đánh thót Khi coi đến mấy dòng này Tôi nay sắp sửa từ giã cái làng Lão Việt từ giã hết thảy những yêu ghét trong khoảng 70 năm trời. Gan ruột tôi đang bồn chồn không muốn ở lại một ngày nào nữa. Sở dĩ chưa nhắm mắt được là vì còn mớ tâm sự, muốn ngỏ với ông. Nếu lần này mà không được gặp ông, thì cái tâm sự ấy tôi đành đem xuống suối vàng để nói với lũ quỷ sứ. Chào ôi, một chữ bao nhiêu đau đớn, có lẽ cụ đã viết bằng nước mắt. Còn một lẽ nào để tôi chậm sự lên đường trong vài giờ? nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thoạt bước đến trước cổng nhà cụ trong khu vườn xoan kề bên cổng người ta đã buộc một con trâu cành theo cái giá rẻ hồi ấy nó cũng đáng đến bốn chục bạc cạnh đó một bó nứa khô mấy chiếc đòn tre lồng trồng dựa vào gốc xoan và mấy bó rơm tanh bành quẳng ở giữa vườn thoáng coi những vật liệu ấy đủ thấy một cuộc vật trâu đang được dự bị tại đó ngó vào trong cổng một tòa dạp lớn ngay ngang dựng ở ngoài sân, mái cót còn chưa lập kín, dưới dạp giường, phản, bàn ghế đã kê sẵn sàng. Nòng bát nòng đĩa, chum đựng nước, cối giã giò, rồi nổi ba mươi, không biết mỗi thứ là bao nhiêu cái, la liệt, bày khắp ngoài dạp. Tội nghiệp, cụ thượng đã chết mất rồi, còn cháu đã đương sắp đồ làm ma đây rồi, mình không được nói với cụ một câu nào, sao mà phũ phàng cụ thế. Với sự bùi ngùi ấy, tôi bỡ ngỡ bước vào trong sân, mấy chục con mắt đổ dồn vào tôi, không ai biết tôi là người nào hết, bởi vì tôi đến nhà cụ lần này là lần đầu. Sau khi tôi tự giới thiệu, một người đàn ông độ 40 tuổi tươi cười bảo tôi: "Rước ông vào chơi trong nhà, ba bốn hôm nay, hôm nào thầy tôi cũng nhắc đến ông." Thì ra người đó chính là con trai cụ thượng. Lúc đó tôi mới biết cụ thượng còn sống, đưa tôi vào đến cạnh giường cụ thượng. Người ấy chỉ kịp rót cho một chén trà nguội, rồi ông ta sắp ngửa chạy đi, còi bộ đương bận rộn lắm. Cụ thượng tuy đương ốm nặng, nhưng nó chỉ là bệnh già, cũng như cái cây hết nhựa, chứ không có chứng gì khác. Vì vậy, tinh thần vẫn còn tỉnh táo, tuy đã xa nhau đến gần 10 năm, mà khi thoạt nghe tiếng tôi, cụ liền nhận ngay ra tôi, và cố quay mặt ra chỗ tôi ngồi. Cái mặt mới đáng sợ chứ. Nó sạm như ngả bùn, đôi mắt trũng hoáy, đôi má hóp lại, hai cái gỏ má dô lên, người ta có thể ngờ là một chiếc đầu lâu nếu không có đôi con người lóng lánh. Sao mình không đi thăm cụ từ mấy tháng trước để đáp tấm lòng ân cần của cụ trong mấy năm xa nhau? Bây giờ đã đến thế này, cụ còn sức đâu mà kể với mình những điều cụ định kể. Thật là mình đã phạm một tội lớn. Chính mình đã làm cho cụ thấy áy náy trước khi tử giã cõi đời. Tôi đang phàn nàn với tôi như vậy. Thì cái bàn tay cẳng gà của cụ trở choạng nắm lấy tay tôi rồi cụ cất giọng rên rên như sắp đứt hơi đáng lẽ tôi sẽ im lặng mà chết không thể nói thêm câu nào dù tôi vẫn muốn nói bởi vì luôn hai bữa nay người tôi đã hết khí lực không đủ sức để đưa câu nói ở trong miệng ra không hiểu vì sao mới nghe tiếng ông tự nhiên tôi thấy trong mình hơi mạnh hơn trước có lẽ bây giờ tôi đã có thể nói nhiều với ông ngừng lại giây lát cụ tiếp tôi sẽ là người chết oan ông nên nhớ cho như thế. Nghe đến câu ấy, tôi phải hết sức sửng sốt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cụ vẫn ngập ngừng cất từng tiếng một. Đòi tôi thế nào? Ông đã biết rõ. Nhiều lúc tôi vẫn tự phụ. Tuy không thông minh, nhưng không đến nỗi ngu đần. Nhật là tôi không lười biếng. Xen vào đó một tiếng thở dài, rồi cụ lại nói đều đều. Thật vậy, từ thuộc 17 tuổi đầu đến giờ, tôi không chơi không ngày nào, trừ ra những ngày đau ốm. Thôi thì cày sâu cuốc bẫm, buôn ngược bán xuôi, không quản ngại một việc gì cả. Còn lúc đã lên mỏ hích, lăn lội với đám phu mỏ, những việc tôi làm, bất kỳ việc nào, tuy không phát đạt, nhưng không thất bại bao giờ. Chẳng lãi nhiều thì lãi ít, vậy mà suốt đời nghèo xác nghèo sơ, ăn không đủ, mặc không đủ, cả nhà có một thằng con đành để nó rốt nát. Ông bảo là vì cớ gì? tiếng cười nói ở gian bên kia làm cụ im đi một lúc như để chờ câu trả lời của tôi lâu lâu cụ mới cắt nghĩa ấy là bởi gánh việc làng cây làng lão việt nhà tôi có thể đại diện cho cả hương thôn giả cỗi của nước việt nam vì nó là chỗ để chứa hủ tục bất kỳ hủ tục nào làng tôi đều có đủ cả vì thế mà tôi suốt đời còm cọi chỉ để đóng góp là vừa bây giờ tôi sắp nằm xuống lại sắp để lại cho thằng con tôi một cái gánh nặng. Những sự linh đình ông thấy ở ngoài sân kia sẽ là món nợ mà một đời nó chưa chắc trả hết. Đuôi con mắt cụ bỗng có một giọt nước giọt xuống dưới chiếu. Cụ cố nói cho ra giọng cứng. Hổ tục không phải là thứ thiên kinh, địa nghĩa, nó vẫn có thể thay đổi nếu phải trí thức để ý đến sự khai hóa cho dân quê. Nhưng vì chúng tôi là một lớp người bị bỏ sót trong đá che xanh. Còn mắt của phái trí thức ít khi ngó tới bởi vậy, những cái tục lệ quái gở, mọi dợ mới được tự do kế tiếp nhau, trồng chất lên vai chúng tôi. Nhiều lúc tôi muốn hát cái gánh nặng ấy đi, nhưng sức một mình, không thể làm nổi, đành phải e cổ mà chịu. Một người chăm chỉ cần kiệm, lao lực như tôi, chỉ vì một gánh tệ tục đè ép. Đến nỗi suốt đời không ngóc đầu lên được, bây giờ sắp chết. Gánh tục lệ ấy vẫn còn đè ép chưa ta? Ông bảo có oan uổng không? vậy mà nó vẫn được coi như vị thần thiêng không ai đã động đến nó lạ thay tôi ước ao rằng sau khi tôi đã nhắm mắt ông sẽ đem những tội ác của nó mà phơi ra bóng mặt trời lúc này tiếng nói của cụ đã thấy nhỏ dần vì sợ cụ mệt tôi tạm cáo từ để ra chỗ khác gần tối tôi lại tới đó cụ vẫn ngoảnh mặt trở ra như có ý đợi tôi khi thấy tôi đến cụ cố gắng sức đưa ra những tiếng thì thào và rời rạc một nước giống như một cái xe bò, lớp trí thức là người làm bò, lớp dân quê là người đẩy xe. Nếu kẻ đẩy còn bị những dây lệ buộc chặt hai chân, thì kẻ làm bò tài giỏi bậc nào cũng không thể kéo được cái xe bò lên dốc. Vì vậy, tôi chỉ mong mọi các ông đưa mắt đến chỗ bẩn thỉu, tối tăm, trong đá che xanh. Hết câu đó, cụ bỗng trợn ngược hai mắt, đờm ở trong cổ kéo lên khè khè, cả nhà nhớ nhác xuống lại cụ đã tắt thở. Cái lúc trong nhà im lặng, bỏ tiền và gạo vào miệng người chết. Thì ở ngoài vườn, người ta cũng hò reo để vật con trâu. Từ lúc đưa đám tang cụ thượng, lời cụ vẫn vang vẳng bên tai tôi. Sau 10 năm lang thang nay đây mai đó, tới đầu tôi cũng thấy chứng cớ về sự từng trải và nỗi đau đớn của cụ. Cụ quả là người chết oan. Cho được an ủi vong hồn của cụ, tôi phải minh oan cho cụ. Và cho những người như cụ bằng thiên phóng sự này. Chương 2. Một đám vào ngôi Nhà bác cả mão mọi ngày thường im phăng phắc, hôm nay bỗng nhiên linh đình như đám rỗ nhỏ, dưới cầu ao. Hai người đàn ông lực lưỡng, đang trâu đầu trên chiếc rổ thưa, tỉ mỉ, nhổ từng sợi lông tơ cho một con gà trong rổ. Trên bờ ao, một con chó sồm bị trói bốn chân, nhe răng, nằm trên vũng máu lênh láng. Cạnh nó, một nồi nước sôi khói bốc nghi ngút và bốn năm người cũng hạng đàn ông lực lưỡng, kẻ cầm gáo múc nước, người cầm dao sắp sửa cạo lông, từ cổng đến thềm, tấp nập những người đi lại. Tôi mới nhô vào đến sân, ba cả lật đật chạy ra, đón lên nhà trên với một bộ điệu vui vẻ. Ở gian bên kia, độ bảy tám ông ngổn ngang nằm vây một chiếc khay đèn thuốc viện với những cặp môi thâm xịt và dài vều và những chiếc quần cháo lòng, áo ba đờ xúa. Rách lòi khổ tà! các ông ấy như muốn bảo cho tôi biết đây toàn là hạng kỳ dịch kiêm tín đồ của đức chúa phủ dung dãy phản bên này hai bàn tổ tôm kế nhau bàn trong vang những tiếng ăn tiếng phỗng bàn ngoài đương ỏm tỏi cãi nhau về sự đánh thấp đánh cao chủ nhân lễ phép mời tôi vào ngồi trong chiếc chàng kỳ kê ở gian giữa đối mặt với tòa bàn thờ hương khói vắng tanh mấy ông trong bàn tổ tôm thi nhau nhìn tôi bằng nửa con mắt trông nghiêng giữa khi vài ông ở bàn thuốc viện Lần lượt ngóc cổ như đàn rắn lửa, rồi thì ai nấy lại cùng theo đuổi công việc của họ. Người hút cứ hút, người đánh bài cứ đánh bài. Ông có lòng đến đây mừng cho nhà cháu, thật là quý hóa. Xin mời ông xây tạm chén nước. Ba cả mão đương một tay gãi tay, một tay bưng chén trẻ nụ, đặt trước mặt tôi. Bên bàn tổ tôm bỗng có tiếng gọi. Anh cả đâu? Cho mượn hai đồng đánh thêm hội nữa. Đen quá, cả hội chẳng u vắn nào bẵng một tiếng vâng đầy giọng thành tâm, bác cả mão nhanh nhẩu chạy xuống nhà dưới, để tôi ngồi đó với bác hai thìn, một người em ruột bác ấy. Thơ thần chưa biết nên nói chuyện gì, tôi có dịp nghĩ đến các câu của bác cả mão mới nói. Với bác, tôi chỉ là người trọ học ở nhà láng giềng, vì năng gặp bác, thành ra quen biết, hôm nay là ngày vào ngôi cho thằng con bác mới đẻ được ba tháng nay. Bác vẫn mến tôi, nên cố mời tôi sang chơi. Ở làng khác, vào ngôi chỉ là một lệ rất thường, người ta phí tổn độ vài ba chục hay vài ba trăm quả cau là xong. Sao trong đám này lại có cỗ bàn linh đình và sao ở trước mặt khách ông chủ lại nói đến câu mừng cho nhà cháu hay là riêng với làng này vào ngôi là một việc hỉ. Nếu vậy có lẽ mình phải mất một món tiền mừng. Óc tôi còn đương vẩn vơ. Ba cả mão đã ở nhà dưới chạy lên cung kính trao hai đồng bạc cho một ông trong bàn tổ tôm bác ấy tung tăng ra sân khiến tôi không kịp nói chuyện dưới bếp có tiếng dao thớt ký cốc mùi sôi ngào ngạt đưa lên nhà trên một ông trong đám thuốc viện Rõng sạc cất cái giọng khàn khàn anh cả ở đâu lên nơi tôi bảo một tiếng dạ lớn bác cả mão từ sân vào thềm rồi khoanh tay đứng tựa vào cột bẩm cụ dạy gì con ạ à? chưa lắm rồi đấy liệu mà dục bảo chúng nó sắp đồ lễ mau lên rồi anh phải thân hành đến mời cụ Điền lại chơi Kẻo cụ lại ăn cơm nhà Lại một tiếng giả rất lễ phép Ba cả gión rén lui ra Tiện dịp tôi bảo bác ngồi xuống chỗ tôi ngồi Và móc ví lấy một đồng bạc mừng bác Nhưng bác khăng khăng từ chối Nói rằng việc này không có lệ mừng Ngoài thềm có tiếng lẻng kèn Một người xách chiếc mâm đồng sáng choang Đặt lên cái bàn ở trước mặt tôi Rồi một người khác để luôn thúng sôi vào đó Bác cả mão núc hai bàn tay như thầy phù thủy bắt quyết và nói với tôi bên này chật quá mời ông sang nhà chú cháu ông nhạc tôi cũng ở bên đấy may quá tôi đang muốn tránh cái bầu không khí khó chịu nghe lời chủ nhân tôi liền theo bác hai thìn đi luôn nhà này cũng thấy lố nhố những người nhưng toàn là người tôi quen qua một tuần trà bác hai thìn nhìn tôi và nói bằng giọng sung sướng anh tôi lo công việc này cho cháu tất cả cũng hết đến trăm rưỡi bạc Ấy là chúng tôi khôn khéo, say sở thì việc mới xong. Người khác ở vào địa vị chúng tôi, dù có mấy trăm, vị tất đã lo nổi. Câu nói của ba khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Sao nhà các ông hoang quá như vậy? Tôi thấy người ta vào ngôi cho con, chỉ tốn độ vài đồng bạc là cùng. Ba khai xua tay và nói bằng giọng thì thầm. Nào có phải hoang, ông tính ở đời ai muốn mất tiền, đó là sự bất đắc dĩ. Nói giấu gì ông, nhà tôi không phải gốc gác ở làng này. Ông thân chúng tôi ở vùng Nam lên đây sinh cơ lập nghiệp rồi mới đẻ ra anh tôi và tôi. Thế là tới ở làng này, nhà tôi mới ở có hai đời. Theo lệ nhà quê, những người ngụ cư ba đời mới được thành tổ, nghĩa là được ngang hàng với mọi người khác. Làng này lại ngặt hơn nữa, từ xưa đến giờ họ không cho một người ngoài nào nhập bạ. Vì thế anh tôi và tôi cũng như ông thân chúng tôi đều không có ngôi ở đình Chắc ông cũng biết ở làng mà không có ngôi, thật là một sự nhục nhã. Những lúc tứ quý kỳ phúc, người ta thì phần ăn phần gói, mình thì chẳng có miếng gì. Những lúc hội hè, đình đám, người ta rước cỏ rước quạt, mình chỉ đóng vai khiêng chiêng. Như thế cũng đã khổ rồi. Hơn nữa, lỡ có cha giả mẹ éo, làng giáp có chôn cho đâu. Chính lúc ông thân bà thân chúng tôi qua đời, anh em tôi đều phải nhờ cậy hàng xóm khiêng giúp. Rồi khi xong việc, Chúng tôi muốn theo mọi người Nộp lệ cho làng con trâu Họ cũng không thèm nhận cho Cái đó mới cực cho chứ Người ta không nhận thì càng khỏi mất Việc gì mà cực Tôi mỉm cười và đáp một câu khôi hài như vậy Ba Khai vẫn nói một cách thật thà Thế được còn nói gì nữa Anh em chúng tôi Trời cho trong nhà cũng đủ bát ăn Mỗi người cũng có được con trâu cày và giam mẫu ruộng Thế mà không thể nộp được lệ làng cho cha và mẹ tức là tiếng xấu để đời mỗi khi nghĩ lại những nồng nội ấy anh tôi và tôi tức chết người đi được trước đây chúng tôi đã cố luồn lọt mấy ông đàn anh để xin nhập bạ nhưng mà bấy giờ hãy còn cụ bá cụ ấy nghiệt lắm nhất định bảo nhà tôi đến ở làng này chưa được ba đời không thể nhận lời chúng tôi đành phải cắn răng mà chịu bởi vậy lần này anh tôi sinh được mụn cháu lại may gặp cụ bá đã mất chúng tôi phải cố vào ngôi cho nó nhưng mà các ông tiêu những món gì mà hết đến hơn trăm bạc. Bác hai càng hạ giọng xuống sau khi liếc mắt ngó qua những người chung quanh. Ông bảo những công việc ấy nói bằng miệng không được ư, phải mất tiền cả đấy. Cụ trưởng lễ ba chục, ông tránh hội hai chục, cụ lý trưởng mười lăm đồng, ông phó lý và ông phó hội mỗi người mười hai đồng, thư ký trưởng bạ mỗi người mười đồng, hương trưởng lý cựu, tộc biểu, trương tuần mỗi người 5 đồng những số tiền ấy hết ngoài trăm đồng rồi lại còn ăn uống từ chiều hôm qua đến giờ nếu đã mất tiền cho họ thì thôi cái bữa ăn uống có được không bảy vẽ làm gì cho tốn bạc hai lắc đầu không được ông ạ à. ở trốn thôn quê ăn uống là sự đầu tiên muốn gì thì gì hễ không có ăn thì việc không thành lúc trước anh tôi cũng nghĩ như ông đã định trước sự ăn uống vì đã rắc tiền khắp mặt trước dịch. Nhưng ông tránh hội không nghe. Ông ấy nói rằng thế nào cũng phải đấm miệng cho các bô lão và bọn trai đinh bỏ bữa một bữa. Nếu không họ sẽ phá ngang, tất nhiên sẽ có cản trở. Trước mặt có người đi qua, bác hai ngừng lại một lát, chờ cho người ấy đi khỏi rồi tiếp. Một bữa ăn này, ít ra anh tôi cũng phải tiêu đến năm, sáu chục đồng. Vì kiêng tiếng làm thịt lợn, sợ rằng làng nước cho là hứng mỡ, nên mới đi chợ mua thịt, sự thực, mua thịt lại quá giết lợn. Sáng ngày đi lấy vừa lòng lợn, vừa thịt lợn, tất cả 11 đồng bạc. Đáng lẽ cũng đủ chan chát. Nhưng cụ trưởng lễ thích ăn thịt cầy, nên ông lý trưởng bắt phải giết thêm con cầy. Chẳng nhẽ mời dân mời làng ăn uống trong nhà. Ngoài đình lại không có gì. Bởi thế chúng tôi phải sửa cỗ xôi, con gà để ra lễ thờ. Bấy nhiêu món, hết ngót hai chục rồi. Còn tiền rượu, tiền thuốc viện, còn tiền cung đốn họ đánh tổ tôm. Ông đã biết rõ, mọi khi làng tôi có ai dám đánh góp một. Lớn lắm, chỉ góp năm hào. Hôm nay vì tiền nhà chủ bỏ ra, được thì ăn, thua không phải trả. Nên họ hò nhau, đánh góp hai đồng. Rồi đấy ông xem, đến lúc đứng dậy, ai cũng thu hết. Anh tôi đưa ra bao nhiêu mất hút bấy nhiêu, chẳng lấy lại được đồng nào hết. Lúc nãy tôi nói trăm rưỡi, còn là hà tiện. Xong việc có lẽ hết hơn, chứ bấy nhiêu tiền không thể nào đủ bác hai còn muốn nói nữa bên nhà bác cả chợt nghe có tiếng ầm ầm bác ấy lật đật xin lỗi đứng dậy mời ông ngồi chơi với các cụ tôi tôi phải chạy sang bên kia làng đã vào rồi tiếng ầm ầm bên nhà bác cả mỗi lúc một to chưa còn cười nói sau đến quát tháo cuối cùng thì đến những tiếng mách tục mách qué lâu lâu cuộc xô sát lại dữ dội thêm bác hai thìn hốt hoảng chạy về vừa thở vừa nói. Khổ quá, mấy ông bố lão lại còn bẻ vanh bẻ vẻ, nhất định nói rằng hương ước không có chỗ nào nói cho người ngoài vào ngôi, cụ điền hết sức sàn xếp không được. Ông tránh hội và ông lý trưởng bảo anh tôi phải trồng hai chục đồng bạc, tiền ngay cốc cọc, để cúng vào nóc các lão thì việc mới yên, thổi thế cũng còn là may. Cuộc ăn uống kéo dài, mãi đến gần tối, nhưng không xảy ra sự gì nữa. Cách ba bữa sau, ba cả mão sang nhà tôi trọ, dạm bán cho ông chủ nhà một mẫu hai ruộng, lấy trăm đồng bạc để trang công nợ, vui vẻ bác khoe với tôi. Tất cả tôi lo hết gần hai trăm, của nhà có non một trăm, còn thì đều phải đi vay, nhưng tôi cũng lấy làm hả, từ nay trở đi cháu đã câu ngôi đình, chúng tôi sẽ được ăn miếng thịt phần việc làng của nó. Chương 3 Cây án ông cụ Bấy giờ đã quá trưa, ánh nắng của mặt trời tháng năm thiêu đốt càng dữ trên đường thỉnh thoảng lại thấy khét như lửa cháy bước dạo chừng hơn một tiếng đồng hồ tôi cố phấn đấu với thần hạn bạt và đi cho chóng đến cổng làng ca quy để được nhờ sức che chở dưới bóng mát của một cây đa cổ thụ trong làng văng vẳng có tiếng ồn ào rồi một lũ tuần phu nghênh ngang đi ra đầu làng với một đoàn tay thước mã tấu chiêng trống cờ quạt coi bộ như sắp có cuộc nghênh tiếp ông quan nào đó đôi mắt quáng nắng đã tỉnh. Tôi đùng đỉnh đi vào giữa làng để tìm đến nhà người bạn. Tiếng ồn ào mỗi lúc mỗi rõ thêm và nó biến ra những câu gào khóc, thét lác khi tôi thoạt tới đầu đỉnh. Người làng làm gì mà đông như vậy? Họ đứng giải rác khắp trong giải vũ, ngoài tường bao lan và họ lố nhố ở trước sân đình. Dưới giọt tiền tế, chiếc chiếu cạp đỏ cuộn thành một đống xù xù như có người nằm ở trong. Cạnh đó, Mấy vũng máu tím lênh láng đọng trên mặt gạch, ruổi nhàng bay đến rinh rình. Mùi tanh nồng nực pha trong hơi nắng. Trên sân tiền tế, một người đàn ông lực lưỡng, chém chẹn, ngồi với một con dao nhọn. Tuy hai khuỷu tay, bị sợi thiếu cày, ghi vào cây cột sau lưng, nhưng coi nét mặt vẫn thấy nhơn nhơn đắc ý. Ơi anh ơi, tôi đã can anh không nên gây thủ gây oán, anh chẳng nghe tôi, bây giờ anh chết bỏ mẹ con tôi bơ vơ tôi biết nương tựa vào đâu. Ơi anh ơi, ơi anh quản ơi. Một người đàn bà với bộ đầu tóc rũ rượi, gục vào trên chiếc chiếu cạp, vừa đập tay lên mặt đống chiếu, vừa khóc bằng giọng thảm thiết. Rất mấy tiếng tí tỉ, rên rẫm, người ấy bỗng đứng phát dậy. Và như con choi choi, chị ta nhảy sổ đến trước tiền tế, hai tay đèn đét, đánh xong thẳng vào mặt người bị trói réo mãi cam tộc, ngũ phục nhà hắn nguyền rủa một cách rất độc. Người kia cũng nham nhảm chửi lại. Ông chết thì tôi, nếu ông còn sống thì ông sẽ giết cả nhà nhà mày. Cái mạng của thằng chồng mày, ông coi như mạng chó vậy. Trồm trồm như con trâu lồng, người đàn bà ấy nhảy vọt lên sân tiền tế, vớ luôn lấy con dao nhọn, trực đâm vào người đàn ông. Mấy người chung quanh xuống lại, kéo chị ta ra và khuyên. Bà quản, không nên nóng quá, việc đã có quan, sát nhân giả tử Bà không ngại, lát nữa quan về, quan sẽ phân xử. Hẳn là một vụ án mạng. Tôi đoán như vậy, và cố nén cơn lợm lòng bởi mùi hôi tanh của vũng máu tươi phơi nắng gây ra để đi vào coi cái chết của kẻ bất đắc kỳ tử. Người này vào khoảng dưới bốn chục tuổi, tuy bị chiếc chiếu phủ kín từ cổ đến gối, nhưng đầu và chân còn hở ra ngoài. Hình như hắn chết đã lâu, một chân co ở trong chiếu, đầu gối dựng lên, làm cho chiếc chiếu thành ra cái hình khum khum, chân nữa bê bết một lượt màu tím, vẫn duỗi thẳng rãng trên gạch. Cái mặt anh ta mới đáng sợ chứ, nó bị bốn năm vết chém rất sâu, một vết ở má bên trái, rạch hẳn gò má thành miếng thịt sắp rơi, một vết ở mắt bên phải, ngăn đôi con mắt giống như cái hình chữ thập. Trời nắng, da thịt bị nướng trong bầu không khí nóng nực, nó phải co lại, những vết thương đều rộng hoác ra chẳng khác những vết nứt nẻ trên mình một con bò thui tôi đương dùng mình kinh sợ đằng sau chợt thấy có người vỗ vai khiến tôi giật mình quay lại đó là bạn tôi người ở làng ấy không kịp chào tôi anh ta hỏi một cách ngạc nhiên anh cũng đến xem cái án ông cụ đấy à không tôi đến thăm anh tình cờ thấy có sự lạ nên còn đứng lại anh ấy liền kéo tôi về nhà rồi vừa đi anh ta vừa kể cho tôi nghe đầu đuôi vụ án mạng ấy thì ra cái người bị trói trên đỉnh tên là hai thu em ruột lý xuân chính là hung thủ vụ đó còn người bị giết thì là quản thi con trai ông thư một ông bô lão làng ấy sở dĩ xảy ra án mạng chỉ vì một quân ông cụ cha con ông thư trước kia chỉ là những người ngụ cư ở làng ca quy theo tục lệ nhà quê hạng dân ngụ cư bao giờ cũng bị khinh rẻ ông ấy mấy lần muốn xin vào ngôi cho con nhưng mà không được bởi vì nhà ấy đến ở làng này chưa được ba đời, cho nên người ta không nhận. Thình lình gặp có khóa lính, quan bắt rất gấp, trong làng không ai chịu đi, lý trưởng phải gọi cả thi. Thửa cơ anh thi yêu cầu cả làng ký kết cho mình nhập tịch và được hưởng đủ quyền lợi như mọi người khác mới chịu ứng mụ. Bí quá dân làng đành phải bằng lòng. Trời kia đất nọ, anh ta ra lính vài tháng thì được đóng bếp, rồi thì chẳng bao lâu bác bếp thi. Đã thành ra ông đội thi, đến lúc hưu trí. Ông đội ấy nghiễm nhiên về làng với chức phó quản để ngồi vào ngôi tiên chỉ. Bỗng không bị một người ngoài đè đầu cưỡi cổ, cả làng ai cũng cay lắm. Nhưng việc đã lỡ, còn biết nói sao. Một hôm ở bàn tổ tôm, trong một đám khao lão, có Lý Xuân và ông Cụ Thư cùng dự. Trong gỗ tổ tôm, có quân bạch vạn bôi đỏ, người ta thường gọi là quân ông Cụ. Khi nào bài ù, hết thảy là quân đẩy trắng, chỉ có một quân ông Cụ bôi đỏ ấy là ván bài kính cụ, được ăn tiền bằng ba những ván ủ xuông. Lúc ấy một người trong cuộc, bốc nọc, gặp phải một quân ông cụ, hắn đùa và hỏi, ông cụ của làng cũng được kính chứ? Lý Xuân buột miệng trả lời, chỉ kính ông cụ của nhà, ai kính ông cụ ngụ cư? Ông Thư nghe câu đó, lấy làm căm tức, về nhà thuật lại với con, từ đó quản thi đem lòng thủ án Lý Xuân và luôn luôn bới bèo ra bọ để kiện Lý Xuân Nhờ có thần thế, lại có nhiều tiền, quản thi đã thành một vị thần nông có phép đổi đen ra trắng, kết cục Lý Xuân hết cả cơ nghiệp, bị cách lý trưởng, lại bị phạt tù 6 tháng. Hai thu là đứa ngỗ nghịch, trước sự oan ức của người ruột thịt, cố nhiên hắn không chịu nhịn, sáng nay nhân có việc làng, hắn bèn sinh sự cãi nhau với quản thi, rồi sẵn con dao chọc tiết lận, hắn đâm và chém quản thi đến hai chục nhát. Một nhát trúng phổi, Quản thi chết không kịp ngáp Kể hết câu chuyện bạn tôi nói thêm Ngay lúc xảy ra án mạng Lý dịch làng tôi đã phải phái người lên phủ trình quan Tử thi còn phải để đó Đợi quan về khám Rồi thì anh ta kết luận Vụ này có lẽ hai thu Sẽ bị ghép vào án tử hình Vậy là một quân ông cụ Giết chết hai mạng chương 4 Nghệ thuật băm thịt gà Từ khi thôi học Tính ra đã gần 10 năm Bây giờ tôi mới lại gặp Lăng Vân. Những chuyện tích lại trong một thời gian khá dài. Lúc ấy được dịp xuất hiện, nó đã làm cho chúng tôi đều phải quên ngủ, tuy đêm đã khuya. Ngoài sân trời tối như mực và mưa sùi sụt, nước mưa giả dích, rội xuống đầu thềm như thêm vẻ chứa chan cho mối tình cửu biệt. Gà bắt đầu gáy, dưới bếp bỗng có tiếng người khẩm khoặc rồi thấy bóng đèn lập lòe. Một lát sau, nghe có tiếng gà đập cánh phành phạch và kêu quang quác. Tôi ngạc nhiên hỏi. Người nhà đã sắp làm cơm đấy sao? Làng Vân lắc đầu. Không, sáng mai nhà tôi phải chứa hàng xóm. Chứa xóm cố nhiên không phải là một đầu đề để nói chuyện. Chúng tôi làng ra chuyện khác. Đồng hồ điểm 2 tiếng mới cùng chùm chăn nằm ngủ. Giấc ngủ của tôi đương ngon. Thình lình bị tan bởi mấy tiếng lộc cọc của guốc. Và gậy, nện xuống thềm gạch. Tôi bừng mắt ra. Trời đã sáng rõ, trong nhà lố nhố mấy ông cụ già khăn áo tề chỉnh, làng vân đang xoan xoe chào mời các cụ một cách cung kính, giữ lễ xã giao với người lạ. Tôi vội tung chăn ngồi dậy, và đương lúng túng chưa biết nên ở đó hay là lánh đi đâu. Làng vân đã bưng đến chỗ tôi ngồi, một bộ bàn chè, một siêu nước sôi, bảo tôi cứ việc pha nước và uống tự nhiên. Người đến mỗi lúc một đông, già có, trẻ có, đứng bóng có, toàn là đàn ông tất cả, trong nhà giường phản chật hết, người nhà phải quét cái thềm mưa ướt rầm rập rồi trải chiếu lên để làm chỗ ngồi cho mấy ông tí nhau. Hàng xóm vẫn lục tục kéo đến với những bàn chân đất lấm bê bết. Ai cũng như nấy, sau khi đã đến bể nước rồi qua, người ta đi nhón lên thềm, chùi chân vào các chổi rơm làm phép, rồi bước sàm sạp lên chiếu. Sao không lấy gì mà che, lại đi đội trời thế kia, nước mưa ướt cả đồ lễ, tiếng the sóng giả của một ông già ở phản bên kia vừa dứt thì ở dưới sân một người vừa lù lù bưng mâm xôi gà lên thềm và đặt vào chiếc phản giữa rồi một người khác để luôn lên đó hai chén rượu lớn còn gà cũng không nhỏ lắm ước chừng một người ăn cố mới hết cỗ xôi vừa kín cái lòng mâm đồng nó phải đổ bốn đấu gạo còn hai chai rượu thì đầy ấm áp hạng chai ba phần tư lít mọi người ngồi yên một ông đàn anh ra lệnh hàng xóm đã đến đông đủ thằng mới đem làm cỗ đi thì ra cái người đội mâm xôi gà lúc nãy chính là mõ làng hắn dạ một tiếng thật dài rồi khép nép đứng tựa bên cột thưa các cụ làm bao nhiêu cỗ ông đàn anh ấy lại lên giọng mày trông xem có bao nhiêu người kiến tại thằng mới liếc mắt một lượt từ trong nhà ra đến ngoài thềm rồi thưa bẩm ba mươi người tất cả ở đầu dãy phản tay phải thấy có tiếng hỏi Hàng xóm ta mười mấy suất, cụ còn nhớ không? Rồi có tiếng đáp: Năm ngoái bảy mươi tám suất, năm nay mới thêm năm suất, thế là tám mươi ba suất cả thảy. Ông đàn anh vừa rồi nhìn vào thằng mới. Vậy thì phải làm hai mươi ba cỗ, tám cỗ kiến tại, một cỗ chứa, một cỗ cho mày, còn 13 ba cỗ làm phần. Câu nói của ông ấy khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Một con gà và bấy nhiêu xôi mà làm đến mấy chục cỗ thì làm ra sao? Chắc là còn có món gì khác nữa. Tôi nghĩ như thế. Nhưng mà không, chẳng có chi hết. Người nhà chỉ bưng lên thèm hai thúng bát đĩa, một con dao, một cái thớt, một liễn nước mắm và hai chồng mâm. Thẳng mới lễ bễ bưng mâm xôi gà ra thèm. Hắn nhấc con gà sang chiếc mâm khác, rồi chữa cỗ xôi hình tròn ra hình vuông. Ôi lạ, con gà làm được hơn hai chục cỗ, thật là một kỳ công. Tôi phải giả dạ vờ đứng dậy ra sân, để đến tận nơi mà coi cho rõ. Thằng mới đặt thử con dao lên mặt gỗ sôi, hắn tính lầm bầm dây lát, rồi sắn một chiều làm sáu, một chiều làm bốn. Sau khi lấy một miếng sôi, véo ra từng tí để phủ vào các miếng kia, hắn nhấc mâm sôi sang một bên cạnh và kéo cái thớt vào chỗ trước mặt. Cái thớt khí trũng, hắn gọi thằng nhỏ, đổi cho cái khác và hắn lầm bầm một mình. Băm thịt gà, cần phải dao sắc thớt phẳng, nếu mà dao cùn thớt trũng thì thịt sẽ bong hết ra. Vừa nói, hắn vừa với sang thúng đĩa lấy đủ chục chiếc, bày la liệt trên mặt thềm. Thằng nhỏ đã xách lên đó chiếc thớt mới nguyên, Sắc gỗ nghiến còn đỏ đồng đọc. Nhanh nhỏ, hắn sở ngón tay vào lưỡi con dao, xem có bén không, và hắn lật cái chôn bát, liếc luôn ba lượt thật nhanh. Bấy giờ mới dở đến bộ lòng gà, mè, gan, tim, phổi, các thứ đều được thái riêng và được bày riêng vào một góc đĩa Tuy nó mới chỉ một dúm còn con, nhưng trong mười đĩa, không đĩa nào thiếu một thứ nào. Rồi hắn nhấc cả con gà ra thớt, bắt đầu chặt lấy cái sỏ, sau mới chặt đến miếng phao câu. Thình lình thấy hắn đứng lên, ngoảnh mặt vào phía mấy ông đàn anh. Thưa trình các cụ, hôm nay sỏ gà pha mấy, phao gà pha mấy. Một ông trong bọn nhìn qua đám nhiều tuổi, hình như để đếm đầu người rồi đáp. Ở đây chỉ có 5 cụ và bốn ông đàn anh, Vậy thì sỏ gà pha 5, phao gà pha 4. Hắn lại ngồi xuống chỗ cũ. Trước hết, ghè dao vào giữa hai miếng mỏ gà để cắt cái sỏ ra làm hai mảnh. Rồi hắn úp cả đôi mảnh xuống thớt, chặt mảnh mỏ dưới làm đôi và mảnh mỏ trên làm ba. Tôi không biết những miếng thịt gà này có đều nhau không, chỉ thấy tất cả năm miếng, miếng nào cũng có dính một tí mỏ. Tiếp đến cuộc pha phao câu, công việc tuy không lấy gì làm khó, nhưng hắn làm cũng vẫn có vẻ khác người. Bốn miếng phao gà, miếng nào cũng có đầu bầu đầu nhọn, chẳng khác nào một cái trũng cao trẻ tư. Sỏ gà, bay vào một đĩa, phao gà bay vào một đĩa. Hắn lại cắt lấy hai chiếc cánh gà, chặt luôn làm hơn 10 miếng và bày với đôi chân gà, làm thêm một đĩa nữa. Bây giờ thì đến mình gà, hắn lách lưỡi dao vào sườn con gà, cắt riêng hai cái tỏi gà bỏ góc mâm, rồi lật ngửa con gà lên thớt hắn ướm dao vào giữa xương sống và dơ dao chém luôn hai nhát. Theo chiều dài cái xương ấy, con gà bị tách ra làm hai mảnh, mỗi mảnh đều có một nửa xương sống. Một tay giữ thỏi thịt gà, một tay cầm con dao phay, hắn băm lia lịa như không chú ý gì hết. Nhưng mà hình như tay hắn đã có cỡ sẵn, cho nên con dao của hắn dơ lên, không nhát nào cao, không nhát nào thấp, mười nhát như một, có khi chỉ lên khỏi mặt thớt, độ khoảng một gang, và cách cái ngón tay hắn độ vài ba phân tiếng rào công cốc đụng vào mặt thớt nhịp nhàng như tiếng mõ của phường trèo không lúc nào mau cũng không có lúc nào thưa mỗi tiếng cốc là một miếng thịt gà băng ra miếng nào cũng như miếng ấy đứt suốt từ xương đến da không còn dính nhau mảy may trông những miếng thịt gà của hắn bốc ra góc mâm mới đẹp làm sao không dập không nát không bong ra nó giống như tập cánh con bươm bướm nếu để trước môi mà thổi, có thể bay được 10 thước. Băm xong con gà, hắn móc túi lấy một nắm tăm. Mỗi miếng thịt gà, hắn sâu cho một cái tăm vào giữa, rồi hắn cắm vào mâm xôi. Cứ mỗi tảng xôi là bốn sâu thịt. Thịt vừa hết, xôi cũng vừa kháp. Tè ra cái mình con gà, hắn đã băm được 92 miếng. Lăng Vân cười và hỏi tôi. Anh đã chịu nghề băm thịt gà của ông mới làng tôi chưa? Nhà hắn ba đời làm cái nghề ấy thì mới thạo được như thế. Người khác dễ ai làm nổi. Tôi chịu lắm, và tôi muốn dâng cho ông mới ấy cái chức nghệ sĩ. chương 5, đôi giày mất dạy. Tôi phải hết sức ngạc nhiên khi bắt đầu thấy anh hai thuyết. Người đâu mà lạ làm vậy. Cổ tay lớn bằng bắp chuối, ngón tay như hai chiếc rùi đục. Những lúc anh vẫn vảnh khố một nhai, bao nhiêu bắp thịt trần trẫn trong lớp da đồng tụ đều lộ ra hết thì trông chẳng khác gì cái tượng lực sĩ ở đền đô. Tuy rằng lúc đó ảnh đã gần năm chục tuổi, nhưng còn gánh nổi hàng tạ và vẫn đủ sức để cất cái búa bổ củi một cách nhẹ nhàng. Ông chủ nhà tôi rất mến ảnh. Quanh năm suốt tháng, không dám rời ảnh mấy khi, sợ rằng người khác mướn mất. Vì thế từ ngày đến trọ ở làng DS, tôi không ngày nào mà không gặp ảnh. Giọng nói ngây ngô, mộc mạc của ảnh vẫn là những thuốc giải muộn cho tôi trong lúc vô liêu vậy mà sáu bảy hôm nay chẳng thấy bóng ảnh đâu hết một người như ảnh cố nhiên không ai dám đoán là có tật bệnh lúc đầu tôi tưởng rằng ảnh đi vắng nhưng mấy bữa sau thỉnh thoảng lại thấy tiếng ảnh ở nhà tôi ngờ rằng ảnh có chuyện xích mích với ông chủ nhà tôi nên không sang nữa không nó còn khổ với hai chiếc giày từ hôm rước được đội giày về nhà đến giờ nó phải bỏ cả làm ăn không lúc nào đi ra khỏi cổng nếu còn giữ hai chiếc giày ấy không khéo có ngày vợ con nó sẽ chết đói câu nói của ông chủ nhà khiến tôi càng lấy làm lạ không sao hiểu nổi tôi phải phiền ông giảng lại một lượt thì ra năm nay làng ấy vào đám rẫy trà ảnh được cắt làm thủ hiệu trống tuy chỉ là người cầm dùi đánh trống nhưng ở đình đám chức thủ hiệu vẫn sáng hơn chức cầm cờ cầm quạt bất kỳ là thủ hiệu gì những ngày rước thần thủ hiệu vẫn được đóng đai đi ủng đội mũ võ và mặc áo thụng có người che lọng có người cắp cháp đi hầu nếu là mùa bức họ còn thuê mướn đầy tớ vác chiếc quạt lông thỉnh thoảng phẩy cho một cái là khác trong một trà đám thủ hiệu được có sở riêng tại đình góp tiền góp gạo ăn uống ở đó khi nào đoạn đám mới về sở của thủ hiệu bao giờ cũng oai có cờ có trống có tay thước mã tấu trang hoàng như dinh quận của ông đại tướng, cho được xứng đáng với bấy nhiêu sự sang trọng, ngoài những quần lành áo mới. Các vị thủ hiệu lúc nào cũng phải sỏ chân vào giày, không được phép đi dép, đi guốc, nhất là không được đi đất. Thủ hiệu đi đất, ấy là để cho hàng tổng, hàng xứ chê cười làng mình, người ta vẫn tin như thế. Bởi thế từ khi có tin được bổ thủ hiệu, anh Thuyết lập tức cậy người đi ra Hà Nội, mua cho đôi giày da lộn, để góp với bạn đồng sự cây người ảnh cậy cũng đã sáng ý, thấy đôi bàn chân của ảnh đều là xuất chúng, nó phàn phạt như chiếc bàn cuốc và lớn bằng rưỡi bàn chân người thường. Hắn phải tìm khắp các cửa hàng giày để chọn cho ảnh thứ giày quá đại. Vậy mà chân ảnh sâu vào. Vẫn còn thừa một ngón út và nửa cái gót. Đời ảnh sắm giày lần này là hai, cả hai lần đều bất như ý. Lần trước khi sắp cưới vợ, ảnh đã có mua một đôi, vì đi không lọt, ảnh phải gác lên gác bếp. Đến khi dây đàn ải đứt thì đem vứt đi. Lần này lại đi không vừa, ảnh phải bán lại cho một người làng. Rồi tự đem hai bản chân lên tỉnh để thừa lấy một đôi khác. Bằng cái giá tiền gấp ba giày thường, người thợ giày mới chịu đo hai chân ảnh, để hắn đệm cốt, lựa ra, đóng cho ảnh đôi giày hợp thức. Chuyến này thì ảnh sâu lọt cả năm ngón chân, có điều nó cũng khí chật. Ông chủ nhà tôi kể đến chỗ đó, rồi thêm không hiểu chân nó ra sao mà khi lồng vào chiếc giày coi bộ cực kỳ ngượng nghịu chẳng khác đứa trẻ tập đi bởi vậy nó phải nghỉ việc để học đi giày ông sang mà xem buồn cười hết sức té ra thế gian lại có hạng người gần năm chục tuổi mới học giỏ chân vào giày có lẽ cũng là một sự kỳ dị nhân lúc vô sự tôi liền đi đến nhà ảnh để coi hình như ảnh sợ có người vào xem nên đã đóng cổng kín mít tôi gọi hồi lâu Mới thấy ảnh ra mở cổng, với cái bộ mặt bẽn lẽn bước vào trong nhà, chẳng thấy đôi giày đâu cả, hẳn là anh vì xấu hổ nên đã cất vào buồng trong. Tôi đoán như vậy, rồi thử hỏi ướm. Nghe nói bác tập đi giày nên tôi sang xem, có việc gì mà phải giấu giếm? Chúng tôi lúc mới đi giày cũng phải học đến hàng tháng ấy chứ. Bác tưởng tự nhiên mà biết đi chăng? Cứ đem ra mà tập đi, hễ sai chỗ nào tôi sẽ bảo giúp. Ảnh nhìn tôi bằng một bộ mặt ngơ ngác, đầy vẻ sung sướng. Thì ra các ông cũng phải tập ư. Tôi ngỡ là có mình tôi. Rồi ảnh đẩy cánh cửa buồng, lấy đôi giày ra. Thảm hại, đôi giày chẳng khác gì lũ tướng cướp bị bắt. Mỗi chiếc có một sợi chuỗi buộc ở phía gót, đầu chuỗi còn dài lê thê. Thoáng trông, tôi đã biết ngay những cây chuỗi ấy dùng để làm gì. Liền cười và nói. Bác cũng tình đấy, có chẳng gót giày vào chân mình thì khi nhắc giày nó mới khỏi rơi. Nào, thử đi đi tôi xem. Già bộ đắc ý, ảnh bèn sâu chân vào giày. Và mỗi bên chân, ảnh lại chẳng đi chẳng lại hai ba vòng dây, giống như người ta trói con lợn vậy. Rồi ảnh đứng dậy, dõng dạc, chống tay vào sườn, bắt đầu cất bản chân đi. Nhìn ảnh, tôi thấy giống hệt những bà nạ dòng, tiếc cái xuân xanh sắp hết, cố học đi giày cao gót để thi với bọn tân thời. Bởi vì đôi giày của ảnh tuy đã chẳng trói kiên cố nhưng bộ dò ảnh vẫn phải rón rén rụt rè không dám bước mạnh diễn quanh lòng nhà độ vài chục lần ảnh thấy nó đã hơi quen liền khoe thế nào ông coi tôi đi đã được hay chưa tôi cố nín cười và đáp được rồi đấy bây giờ bác thử cởi dây mà đi xem sao vẫn cái nét mặt hớn hở ảnh lại ngồi xuống tháo hết những nút chẳng buộc của giày vào chân rồi ảnh thử đi giày không Quái lại làm sao, chân ảnh sọ vào chiếc giày, vừa mới dơ lên thì nó đã bắn đi xa độ hai ba thước, y như người ta đã giày đi vậy. Mấy lần ảnh nhặt giày lại, cầm tay sâu vào bàn chân và ảnh mắm môi, nghiến răng, cố quỷp cả năm ngón chân để giữ nó lại. Nhưng cái đôi giày mất giày như có thù với bàn chân anh. Mỗi khi ảnh nhấc chân lên, nó lại bắn đi, đánh phót một cái. Buồn giàu, ảnh nói bằng giọng nan nỉ. Ông hãy làm ơn mỗi ngày sang đây dạy tôi một lúc, nếu 10 ngày nữa mà tôi không đi được giày thì lúc vào đám tôi đành cáo ốm nằm nhà. Ông thủ hiệu không biết đi giày, thật là nhục cho cả làng. Chương 6: Góc chiếu giữa đình. Trời đã quá trưa, tôi vừa về đến nhà trọ đã thấy người nhà ông lờ đã sang mời. Lần này là ba, sáng ngày đã hai lần rồi, trước sự ân cần như vậy, ai mà có thể từ chối bởi tại hôm nay nhằm kỳ binh văn tôi phải có mặt ở trường nên còn xin khất đến chiều kể ra tôi với ổng không phải có thân tình gì vì tôi trọ học ở gần nhà ổng thành ra quen ổng người ta bảo với tôi rằng ổng rất thật thà chăm chỉ trước đó chừng 15 năm ổng còn làm nghề cày thuê vợ ổng thì chuyên đi ở Vũ sữa cái chính sách tiết kiệm trong một thời kỳ khá dài đã đưa nhà ổng lên đến bậc có máu mặt Lương vốn ở nhà đã có gần mẫu ruộng và nửa con trâu. Trong mấy năm nay, vợ ông đã không còn sữa, ông cũng không được khỏe mạnh như xưa, cho nên cả hai đều tự hưu trí, để cùng trông nom nhà cửa ruộng nương. Nhờ trời hồi ấy luôn luôn được mùa, vận ông lại càng tấn tới. Trong chuồng lúc nào cũng có lợn lớn, thóc lúa đủ ăn từ vụ nọ đến vụ kia. Trong cái hạnh phúc của loài người, ông không mong gì hơn thế, nếu như làng ổng không có cái đình Khổ vì cái làng đê Nhà ổng tuy không phải làng ăn vặt Nhưng mà rất có trật tự Bao giờ cũng vậy Ngồi chỗ trong đình làng ấy Cũng như ngồi chỗ ở các giạp hát Vẫn chia ra rất nhiều lô Trên nhất là chiếu phẩm hàm Rồi đến các chiếu chức dịch Trai đinh phải ngồi vào lớp cuối cùng Ổng tuy ngoài năm chục tuổi Nhưng vẫn là hạng bách đinh Mỗi khi gia đình Chỉ được ngồi với bọn bố cu bố đĩ Điều đó ông rất lấy làm bất mãn. Nhiều lần làng khuyết lý trưởng phó lý, ông đã dốc lòng định mưu, lấy chút danh phận. Chỉ vì ông không biết một thứ chữ nào, cho nên không được như nguyện. Năm nay, mái đỉnh làng ấy có mấy chỗ rột. Dân làng cũng mong chữa lại, nhưng mà tiền công của làng chỉ vừa đủ để các khảo lý đi việc quan, không còn thừa mà mua ngói. Các ông kỳ dịch liền gọi ổng ra giữa đình để bán cho ông cái chức lý cựu lấy 100 bạc chi tiêu vào công việc tu bổ. Lúc đầu ông cũng phân vân. Vì sợ cái của không tân mà cựu, sẽ không được ai quý trọng. Mấy ông kỳ dịch nói rất bùi tai. Họ bảo người ta bỏ hàng năm 700, 1 nghìn để làm ông lý ông phó. Đảng này ông chỉ tốn 100 bạc. Không vất vả gì, mà rồi cũng được ngồi ngang với họ. Ăn biếu ăn xén như họ, ấy là một dịp hiếm có. Không nên bỏ qua. Nghe vậy, ông cũng cho là rất có lý. Và đã bàn kỹ với vợ, vợ ông cũng muốn được làm bà cựu, nên cũng khuyên ông cố lo. Từ nửa tháng trước, ông đã bán trâu bán ruộng, được hơn trăm bạc để nộp cho làng. Thế là công việc mười phần đã xong chín phần, chỉ còn khao làng một bữa thì sẽ thành ông cựu. Đáng lẽ bữa khao ấy, ông định hoãn đến tháng 10. Đợi cho lúa gạo của nhà, đỡ phải vay mượn mất lãi. Nhưng mấy ông hương lý không nghe, Họ nói để lâu không tiện, dân làng đã vậy, còn quỷ thần, ừ thì cái áo còn lo được, huống chi cái giải, trước một lần sau cũng một lần, lo lúc nào thì xong lúc ấy. Ông nghĩ vậy nên mới cố mua bát họ cho hơn sáu chục đồng để lo cho yên. Cứ ý bà cựu thì cuộc khao này chỉ côn cho đủ lệ làng, không mời khách khứa nào cả. Ông cựu không chịu, bây giờ ông đã làm bậc lý cựu trong làng, không thể xử cách nhom nhem được. Bởi vậy, ông định làm thật linh đình. Nhà chật, trừ khu bếp đun, toàn thể dinh cư, chỉ có bốn gian một trái nhà tranh. Ngày thường, với gia đình ông như thế cũng là rộng. Lúc nào có việc, nó không đủ chỗ để chứa làng xóm họ mạc. Từ chiều hôm qua, ông đã sai mổ con lợn. Để nhờ bà con dựng hộ gian dạp, bấy giờ đã nửa tháng 8, công việc ngoài đồng xong xuôi, cả làng ai cũng dỗi dãi. Tôi tuy chưa sang nhà ông, cũng nghe nói số người giúp đáp đông lắm Mẹ nào con ấy Chị nào em ấy Người ta kéo vào từng lũ Cái anh người nhà sang mời khoe rằng Bữa chiều hôm qua Tất cả năm chục mâm cỗ Con lợn bảy yến Chỉ ăn một lượt là hết Sáng nay ông cựu lại cho giết ba con nữa Hai con để họ hàng ăn cơm Một con để đem lễ thờ Rồi biếu dân làng Và hắn nói thêm Nhưng cũng chưa đủ Chiều nay còn mời các lão và tư văn Thế nào cũng phải vài ba con nữa Rồi hắn dục tôi Dược ông sang ngay đi Cho kẻo ông cựu tôi lại bắt người khác sang mời Ở bên ấy các ông hàng tổng đương đợi ông đấy Anh ta nói đúng Tôi còn lúi húi rửa mặt Đã nghe có tiếng lợn kêu en éc Từ phía ngõ ngoài đi vào Và một lát sau Lại có người nữa sang dục Thay xong quần áo Tôi theo hai người nhà cùng đi Từ cổng trở vào Bát đĩa mâm nổi La liệt Bày khắp mặt đất trong dạp đông nghịt những người. Đám này không khác gì các đám khác, ngoài một số người tay giao tay thớt. Lại có các ông chỉ chuyên thuốc viện và tổ tôm. Tôi ngó hai dãy phản dạp, thấy có ba bản tổ tôm và bốn bản thuốc viện. Thì ra cái bữa Tết làng tuy đã xong từ sáng ngày, nhưng mà các ông kỳ dịch vì có cảm tình với ông cựu mới cho nên còn lưu lại đó tất cả. Thoáng thấy bóng tôi, ông cựu chào hỏi một cách lơi là và mời tôi vào trong nhà ngồi với mấy người làng bên. Rồi ông trách tôi đã tệ với ông vì từ hôm qua đến giờ mới sang. Theo lệ tôi mở ví lấy một đồng bạc ra mừng. Ông cựu ra ý không thích và nói Ông cho nhà cháu mấy chữ trả quý hơn ư? Tiền tuy cũng quý nhưng nhà cháu còn có thể kiếm ra được hay là để cháu mua một đôi liễn rồi ông viết chữ vào cho. Tôi còn chưa kịp trả lời thì thấy một người tất tả chạy vào báo với ông cựu Tư văn đã vào. Ông cựu lật đật chạy ra ngoài. Thằng mới vừa bưng vào đó một mâm cao và một bánh pháo. Theo nó, một bọn lố nhố đổ hai chục người tiến vào trong sạp Sau khi đã nói vài câu chiếu lệ, ông cựu mời họ ra ngồi nhờ ở nhà láng giềng, rồi ông dục người bưng cỗ sang đó. Một ông ở bàn thuốc viện vào chỗ tôi ngồi, nói chuyện tiếp tôi. Ông nó lo một việc này, có lẽ cũng tốn đến hai trăm bạc, xong cũng còn may, ông tính không làm việc ngày nào tự nhiên thành người kỳ cựu chẽm chẹn ngồi chiếu cạp điều giữa đình há chẳng sướng sao vì có chúng tôi giúp cho thì việc mới xong người khác đâu được như thế uống rượu xong tôi từ biệt ra về tới cổng lại thấy một lũ kéo vào đó là các lão trong làng vào mừng ông cựu cuộc linh đình còn mãi đến sáng hôm sau năm hôm sau nữa tôi gặp bà cựu cắp nón đi ra cổng làng với một dáng điệu không vui Chào ông ở nhà, cháu đi làm đây. Và không đợi tôi hỏi, bà ấy vội vàng cắt nghĩa. Cháu sang Hà Nội làm vũ giả ông ạ. À. Có gần mẫu ruộng và nửa con trâu, đã bán hết cả, lại còn nợ thêm hơn bảy chục đồng. Nếu không đi làm, thì lấy gì mà đóng họ? Chương 7 Nén hương sau khi chết Từ hôm làng bàn chữa lại tam quan đến nay, hôm nào ông chủ nhà tôi cũng bận tiếp khách, bỏ cả công việc. Thằng ở đã phải cau nhau, bà chủ đã phải lườm nguyết, mấy con chó ré nhăng nhắc, sủa không dứt tiếng, hôm nay cũng vậy. Những ông kỳ dịch hương hội vừa ra, bà lão răng móm đầu bạc đã vào, người ta nói chuyện với nhau ở trên nhà thờ, hình như câu chuyện cũng không cần bí mật. Biết là việc riêng của họ, tôi không có ý nghe ngóng làm gì, nhưng cái lỗ tai vô tình, thỉnh thoảng lại bị lọt vào những câu như vậy. Sức tôi chỉ lo được thế, chăm sự nhờ ông giúp tôi, Tôi vẫn hết sức giúp cụ, nhưng ông điển lễ nhất định không nghe, không lẽ tôi làm phù thủy lại hù gà nhà. Tan một hồi tiếng to tiếng nhỏ, bà lão lững thững chống gậy trở ra, ông chủ nhà tung tăng đi xuống nhà học với một nụ cười đắc chí. Ở nhà quê, giàu mà lép vế, nghĩ cũng khổ thật ông ạ. À. Tôi chưa nói sao, ông ta liền hỏi. Chắc ông không biết bà lão mới rồi là ai và ông ấy lại giảng. Đó là bà Tư Tị Thím thằng cả thân ở xóm dưới, bà ta quá chồng từ thủa ngoài 20 tuổi. Lúc chồng chết đi, trong nhà không có hột gì, chỉ nhờ có chiếc đòn gánh, với hai bàn tay, thế mà trong mấy chục năm. Bà ấy tậu được hơn bốn mẫu ruộng, làm được năm gian nhà ngói, còn tiền cho vay không kể. Làng tôi ai cũng phải phục bà ta có tài làm giàu. Vừa nói, ông ấy vừa ghé vào chỗ tôi ngồi và tiếp. Nhưng mà họ giàu là phải ông tính quanh năm khách hứa không có Sưu thuế không mất làm gì mà chẳng dâu nếu mình mà được như họ có lẽ còn giàu bằng hai tuy vậy giàu như bà này cũng chỉ là cái thân tội ngừng lại để vê một mồi thuốc lào rồi như sợ tôi cướp lời ông ta kể luôn một mạch bà ấy không có con trai lúc trước chỉ được một đứa con gái nhưng sau nó lại chết mất vậy mà bà ta hà tiện rõ vắt cổ chảy ra nước suốt đời cơm ăn với muối bữa nào hoang lắm mới dám mua một mớ rau. Tháng 5 tháng 10 cũng như tháng 3 tháng 8, nếu không độn khoai thì độn ngô, chẳng bao giờ nấu cơm toàn gạo. Những năm gạo đắt, thường chỉ ăn khoai ăn ngô trừ cơm. Thế nhưng nhiều lúc vẫn phải đổ đi hàng trăm hàng chục, là vì ông Lý ông phó làng tôi đều tay ghê gớm, thấy bà ta có, nay người này hỏi vay vài chục, mai người kia hỏi vay vài chục. Cho họ vay, ấy là mất hút chờ có bao giờ họ trả. Nhưng nếu không cho họ vay, họ sẽ bới bẻo ra bọ, khó mà yên lành với họ. Bà ta cũng đã chịu khó luồn lọt, nội các đàn anh trong làng, nhà nào có dỗ có chạp hay có cưới xin khao khoán, dù không mời bà ta cũng đến. Với một món đồ lễ, đám nhỏ vài chai rượu, đám lớn thì vài đồng bạc, những lúc làng có công việc, ví như chữa đình, chữa chùa chẳng hạn, bà ta đều có xuất tiền công đức không tuần trai nào không mất nước mắt vậy mà các ông hào lý vẫn không tha cho hễ gặp dịp bóp được là họ cứ bóp tôi hơi ngạc nhiên và hỏi bà ấy không có họ hàng nào ư cớ sao người ta chịu để người ngoài ăn hiếp mãi người trong họ như vậy họ hàng xa cả chỉ có cả thân là gần chính nó được ăn thừa tự bà ấy nhưng mà thằng ấy tệ lắm nó cũng đục khoét bà ta như mọt năm trước thua bạc nó đã bán của bà ấy mất hơn mẫu ruộng bà ta cũng phải cắn răng mà chịu. Nhiều lúc nó còn thông với các ông hào lý, kiếm cớ mà xoay bà ta. Cái việc bây giờ cũng là ở nó mà ra chứ ai. Nói đến đây, như đã rứt mạch, ông ấy thông điếu đặt thuốc, hút một hơi dài rồi lại tiếp tục. Hiện nay bà ấy đương xin đặt hậu ở làng. Việc này kỷ thủy, không phải tự ý bà ta. Vì thằng cả thân, thấy thím còn vài mẫu ruộng và mấy gian nhà, nó muốn bán nốt, nhưng trong làng chẳng có ai mua, hắn mới bàn với ông điền xui cho bà ta đặt hậu nếu việc xong ông điền phải chia cho nó một nửa số tiền ông kia bằng lòng nó liền về nhà tán với bà cụ thế này đáng lẽ sau khi bà ấy trăm tuổi bao nhiêu gia tài sẽ về nó cả nhưng nó có tính chơi bời sợ rằng không thể giữ được muốn cho chắc chắn bây giờ đem một phần ruộng mà giao cho làng sau này làng sẽ cúng dỗ cúng tết bà ấy mãi mãi bà ta nghe cũng bùi tai liền bảo nó đi nói với các ông kỳ dịch xin nộp một mẫu ruộng để làm ruộng hậu, một trăm bạc để làm sung công và sửa con lợn cỗ sôi trước lễ thánh sau kính làng. Một đám đặt hậu như thế, ở làng tôi kể cũng là hậu. Các ông hào lý nhận lời, chờ đơn ký hậu làm xong, bà ta đã mắc vào chồng. Bấy giờ họ mới dở ngón, ông điển đòi năm chục, tránh hội lý trưởng, mỗi người đòi ba chục. Có được thế, họ mới ký tên vào đơn, thì việc mới xong thấy thế bà ta chết ngã cổ ra đã toan xin thôi nhưng họ lại dọa nếu mà bà ấy bỏ giờ việc này ấy là bà đã đánh lừa làng họ sẽ đệ đơn trình quan và sau khi bà ấy chết đi làng không khiêng nữa bà ấy hoảng quá không dám nói đến chuyện lôi thôi đặt hậu chỉ xin rút bớt số tiền nhuận bút của các vị hào lý mà thôi mấy bữa nay bà ta luôn luôn đến đây là cốt nhờ tôi nói đỡ với họ tôi đã khuyên họ nên nghĩ phúc đức về sau không nên bóp nạn người ta thái quá. Tránh hội lý trưởng và các tộc biểu bằng lòng, mỗi người bớt cho 10 đồng, nhưng ông điển lễ nhất định đòi đủ năm chục. Công việc nhà quê có rắc rối không? Ngoài cổng lại thấy có tiếng chó rủa. Ông điển lễ với tầm áo the quấn cổ, lộc cọc chống chiếc gậy xong đi vào, xăm xăm đến cửa nhà khách. Ông ta nhìn ông chủ nhà tôi và hỏi một cách tự nhiên. Thế nào? Lúc nãy con mẹ tư tị. Nó nói với ông ra sao? Ông chủ nhà tôi liền mời ông ta ngồi vào ghế và đáp. Nó vẫn chối khan chối vã là không có tiền. Ông cho gọi nó đến đây, tôi sẽ liệu xoay cách khác. Vâng lệnh ông chủ, thằng nhỏ lật đật vác gậy ra đi. Một lúc sau, bà lão tư tị đã đến với một bộ dạng khúm núm. Sau khi chào ông điển lễ, bà ấy ngồi phề xuống mặt thềm gạch. Ông điển lên giọng hách dịch. Tôi đòi năm chục bạc, bà tưởng là đắt hay sao? Nếu đắt thì thôi tôi không cần một người như bà sau khi nhắm mắt kiếm được kẻ thắp cho nén hương cũng khó lắm thay Hướng chi muốn được cả làng cũng lễ cũng vì làng chữa tam quan cần đến tiền tiêu cho nên chúng tôi phải cố thu xếp cho bà nếu như lúc khác bà có hàng nghìn cũng không lo nổi bà thử nghĩ kỹ mà xem bà lão nói giọng phều phào của người móm Thưa cụ tôi không dám tiếc các cụ chỉ vì trong nhà chưa sẵn ruộng bán không có ai mua đi vay không được ông điển không để cho bà ấy nói hết lời nếu vậy thì bà gạt ruộng cho tôi cũng được không phải văn tự văn khế gì hết hễ bà bằng lòng thì tôi cứ bảo trưởng bà dịch số rồi bà điểm chỉ vào sổ thế là xong hình như bà lão biết mình chẳng sống ở đời bao lâu nữa không tiếc cái của mồ hôi nước mắt làm gì nên phải miễn cưỡng vâng lời cả bọn cùng giải tán Hôm sau ông chủ nhà tôi vừa cười vừa nói với tôi Bà Tư Tị đã phải sang sổ cho ông điển lễ hơn năm xào ruộng rồi đấy Ông ấy đã ký đơn rồi Chừng vài ngày nữa bà ta sẽ phải trồng tiền hậu và giao ruộng hậu cho làng chương 8 Hạt gạo sôi mới Hôm nay vừa đầy 8 ngày Ngày nào trong nhà ông Quyết cũng thấy họ mạc kéo đến tấp nập Có gì đâu Ông ta phải sửa sôi mới Với làng TH của ông Quyết cũng như với nhiều làng khác, rồi mới vẫn là một lễ long trọng. Hễ làng chưa làm lễ ấy, các nhà không ai được ăn hoặc cúng hay bán thứ gì bằng nếp. Người nào phạm vào điều đó sẽ bị bắt vạ tức thì. Là vì theo tục thôn quê, nghề gì cũng có tiên sư. Tiên sư của nghề làm ruộng là ông thần nông. Muốn đền cái ơn dạy dân cấy gặt và muốn cầu cho suốt năm mưa thuận gió hòa, hàng năm, đến mùa lúa chín. Người ta phải tế ông ấy bằng ba mâm xôi bằng gạo nếp mới ý nghĩa của lễ sôi mới là vậy cho được tỏ lòng thành kính đối với quỷ thần làng lại bắt buộc gạo ấy phải do người làng làm ra không được mua sẵn ở chợ sợ rằng gạo chợ không được tinh khiết bởi vậy làng đã để riêng một mẫu ruộng tốt mỗi năm chiếu theo ngôi thứ giao cho bốn người cầy cấy rồi khi gặt lúa mỗi người phải thổi cho làng một nồi gạo sôi ruộng ấy năm nay đến lượt ông quyết được cấy một phần việc thờ không phải chuyện chơi Trước kia mỗi lần cày ruộng gieo mạ, cấy lúa làm cỏ, lần nào ông cũng phải sửa cỗ xôi, con gà gia đình lễ thánh để trình công việc của mình. Và lần nào, ông cũng được có anh em họ hàng giúp hết mọi việc, không phải thuê mướn một buổi nào hết. Cố nhiên được người làm giúp, nhà chủ vẫn phải tốn hơn thuê người làm mướn vì phải cung đốn bà con một bữa cơm rượu xứng đáng với hảo tâm của họ. Nhưng ở nhà quê, nếu không được thế, sẽ bị người ta chê cười, cho nên dù có phí tổn, ông cũng chẳng quản. Bây giờ việc thờ đã sắp đến ngày hoàn thành, số người làm giúp lại đông gấp mấy, thời kỳ làm giúp cũng dài gấp mấy khi trước. Bắt đầu từ hôm lúa chín, bên nội bên ngoại đã có hơn hai chục người gồng quang sách liềm ra ruộng, cắt lúa cho ông. Ấy là chưa kể những người ở nhà làm đồ uống rượu. Nhà ông có bao nhiêu ruộng cấy nếp, người ta chỉ gặt một buổi là xong. Hôm sau, họ mạc lại đến đông đủ, lúa cắt hết rồi, còn có việc gì để người ta làm may quá trong giống lúa nếp bao giờ cũng có nhiều cây lúa nghền nghền là một thứ dở nếp dở tẻ bởi khi hoa cái lúa nếp phơi màu phấn của hoa được lúa tẻ ở các ruộng khác bay vào rồi nó trung đực cho hạt lúa nếp pha lẫn tính chất lúa tẻ đến khi gieo mạ những hạt lúa ấy mọc lên thành cây lúa nghền lúa nghền thổi cơm thì nát thổi sôi không chín là một thứ lúa vô dụng vì vậy người ta cứ phải nhặt bỏ nó đi Cây nghền bao giờ cũng dài hơn cây lúa nếp, nhặt nó cũng không khó lắm. Ở mọi nhà, họ cứ để nguyên đống lúa, xài lũ trẻ con rút đi một lượt là hết. Đằng này, ông Quyết thừa người, việc ấy đã hoa ra việc quan trọng. Trước khi đập lúa, họ mạc mỗi người, lấy vài lượm lúa, đem ra ngồi khắp trong sân, vừa bới những ré lúa nghền, vừa kể chuyện cổ tích cho vui đỉnh đám. Rồi khi nhặt hết lúa nghền, người ta chỉ cắt vài người kê cối mà đập, còn các người khác thì cũng lấy đũa kẹp vào ré lúa mà tuốt cho lúa rụng ra không cần đập gì cả bởi vì nếu ai cũng đập việc sẽ chóng xong họ mà còn giúp vào đâu tuy vậy bấy nhiêu công việc cũng chỉ làm trong một ngày là xong qua bữa thứ ba người ta lại cùng nhau kéo đến để giúp ông về việc phơi lúa lúc này ai nấy đều muốn tỏ mình là kẻ đắc lực lúa đổ ra nong người ta tranh nhau trang cào hạt thóc ít khi được nằm yên độ vài chục phút Mọi nhà phơi lúa còn bị gà chim quấy nhiễu. Nhà ông nhờ có họ mạc trông no một cách tận tâm, chẳng những gà vịt không thể bạ men mà đến con ruồi con nhặng cũng khó lai vãng trên sân lúa. Lúa phơi hai ngày thì già, sang bữa thứ năm. Bà con lại chiếu lệ, kéo đến say giã. Bây giờ công việc đã có trật tự, người ta cắt những chàng trai khỏe mạnh, đội gạo đi giã. Còn các ông già bà già thì phải ở nhà trông coi, hoặc là bổ cao têm trầu xào nấu các món ăn uống. Luôn hai ngày nay, các cối giã gạo trong xóm đều phải nhường chỗ cho hạt gạo thờ. Mấy nhà gần đó luôn luôn có tiếng xỉ sọp. Cây chỗ tôi trọ chỉ cách nhà ông một bức rảo thưa. Quang cảnh linh đình của nhà ông vẫn tự do hiện vào mắt tôi. Liền trong tám ngày, tôi thấy ngày nào vợ ông cũng phải hai lần gồng thúng đi chợ để mua đồ ăn. Mỗi bữa thường thường có bảy tám mâm uống rượu. Trong nhà không đủ chỗ ngồi người ta phải ngồi la liệt ngoài sân. Những lúc họ mạc say xưa, tiếng cười tiếng nói vang như cái chợ. Việc này bác cháu cũng phải tốn đến xăm chục. Mấy anh sang giã gạo nhờ ở nhà tôi trọ nói với tôi như thế khi họ nghỉ việc, lên chỗ tôi ở để hút thuốc lào. Ngạc nhiên tôi hỏi. Nghe nói lệ làng chỉ có một nồi gạo sôi thôi mà. Ông ấy tiêu gì mà hết đến bấy nhiêu tiền? Họ đáp. Vâng, theo lệ làng cháu, mỗi người cấy ruộng sôi mới chỉ phải nộp làng một nồi xôi. Nhưng mà việc gì cũng vậy, một tang mười ngoại là thường, có khi còn hơn thế nữa. Để cháu xin nói cho ông nghe, phần ruộng của làng chia cho bác cháu năm nay tất cả là hai xào rưỡi. Nếu như gặp năm được mùa, số ruộng ấy cũng được mười lăm nồi thóc, thừa đủ để thổi xôi làng. Nhưng lỡ phải năm mất mùa, nó chỉ được một hai nồi thì làm thế nào? Vì thế, bác cháu đã phải thuê thêm hơn hai xào nữa, dự phòng chỗ hao hụt đó rủi cho bác cháu. Năm nay tiếng rằng được mùa, nhưng mà các ruộng lúa nếp, ruộng nào cũng bị chuột ăn. Từ khi lúa mới có đồng, bác cháu đã phải đốc suốt người nhà ra ruộng, đuổi chuột. Có khi bố còn cắt canh mà thức suốt đêm ở các bờ ruộng. Vậy mà nó vẫn ăn hủy ăn hoài. Mười phần mất đến chín phần. Hơn bốn xào gặt về phơi giã, quạt sạch, chỉ được mười ba nồi thóc. Ông tính thế có hại không? Nếu là xôi thường, một nồi gạo, chỉ xay độ một nồi thóc là đủ Nhưng là sôi thờ Bác cháu phải cho xay 8 nồi thóc tất cả Bởi vì xay rồi còn dã Dã rồi còn phải lựa những hạt đớn Hạt gãy bỏ đi 8 nồi thóc Lấy một nồi gạo Cũng không còn thừa mấy nỗi Và lại từ hạt thóc Làm ra hạt gạo Có phải dễ đâu Luôn 8 hôm nay Hôm nào họ mạc giúp đáp Cũng phải chè chén Chúng cháu tính ra mỗi ngày hà tiện Cũng hết độ 4 đồng Thế mà gạo đã được đâu, còn phải dã thêm hai ba ngày nữa. Dã đến khi nào hạt gạo bóng nhoáng, cám ở trong gạo trắng như vôi mới thôi. Tôi lấy làm lạ là lại hỏi nữa. Lệ làng bắt phải như thế hay sao? Họ lắc đầu nói tiếp. Không, chẳng có lệ ngạch nào bắt. Chỉ vì một lớp bốn người, cùng phải thổi xôi. Người nào cũng sợ xôi của mình thua kém xôi của người ta thì sẽ mang tiếng với làng, cho nên ai cũng phải cố. Trước kia làng cháu đã có lắm người chỉ sửa một vấn xôi mới mà mất cơ nghiệp ông ạ. À. Rồi họ kết luận. Bác cháu lo xong việc này cũng không còn gì. Hôm qua đã phải bán một cái chum đựng nước lấy tiền mua rượu. Thì ra hạt gạo xôi mới có khi là cả gia tài của người ta. chương 9 Mua cỗ Đấy, bác vào nói với nhà tôi. Ông ấy có giúp được bác thì giúp, chứ tôi bây giờ chẳng có đồng nào. Bác nói mãi cũng đến thế thôi. Tôi đường nói chuyện với ông chủ nhà trong buồng học. Những tiếng thè thé bỗng từ đầu thềm đưa vào, khiến tôi và ông chủ nhà đều phải trông ra phía sân. Bà chủ nhà đương cầm cái gậy đuổi chó để dẫn một người đàn ông lạ mặt đến sân nhà học rồi lại trở xuống nhà dưới. Với cái nón cụp gãy cạp cầm tay, người ấy khúm núm bước lên thềm và rụt rè đi vào trong nhà. Sau khi đã nâng vạt áo nâu cũ, lau qua những giọt mồ hôi Đọng lại trên chán, hắn đặt cái nón xuống bậc cửa và nhìn thẳng vào ông chủ nhà. Lại cụ ạ, à, con sang từ nãy, nhưng tưởng là cụ có khách nên không dám lên. Như sợ tôi lầm người ấy là một người bạn hay một người có họ thì có hại đến danh giá của mình, ông chủ nhà vội vàng giới thiệu bằng một cách trống xuông. Bố thằng bé ở, tưởng là ông khách quý nào, rồi bằng một giọng sách mé của kẻ cả, ông ấy ngước mắt nhìn người kia anh sang hỏi gì? Vay tiền chứ? Người ấy vẫn quanh co ở ngoài bậc cửa, vì chưa được lệnh ông chủ bảo nên chưa dám ngồi. Khi thấy ông này gạn hỏi, anh ta liền tựa vào cột và nói giọng van lơn. Vâng, cháu muốn kêu cụ giúp cháu ít đồng, vì mấy hôm nữa cháu phải mua cỗ cho em thằng Tý. Thằng Tý là một thằng nhỏ, mới đến ở nhà ấy được vài tháng nay, năm nay nó mới 14 tuổi. Theo sự tưởng tượng của tôi lúc ấy, thì chính nó cũng chưa từng dùng gì đến cỗ. Huống chi em nó chắc còn bé nhỏ hơn nó, thế thì người ta mua cỗ cho nó làm gì? Tôi đường phần vân suy xét, ông chủ nhà ngó người kia và chối bai bài. Thấy nhà tôi nói, tiền công năm nay của thằng Tý, anh đã lấy trước rồi kia mà, bây giờ còn tiền nào nữa mà giúp? Người ấy vẫn cố nản nỉ. Phải, tiền công năm nay của nó cháu đã mượn trước của cụ bà rồi, nhưng vì làng cháu mới gọi bán cỗ cho thằng bé con, cháu đi vay mãi không được, cho nên lại phải sang kêu với cụ, xin cụ nhón tay làm phúc, cho cháu lo đủ lệ làng. Nếu cụ không cứu giúp cho, có lẽ vợ chồng cháu sẽ phải bỏ làng mà đi. Câu nói khẩn thiết của anh ta làm tôi phải cảm động. Nhân lúc ông chủ đi ra, tôi mời anh ấy vào ngồi trong phản bên cạnh và hỏi. Bác ở làng nào? Anh ta đáp rất lễ phép. Thưa ông, cháu ở CL. À, CL. Cái làng rất cổ trong tỉnh PA, tôi đã có dịp đi tới. Thoáng nghe tên nó, như nhắc cho tôi nhớ lại mấy người quen. Sau khi hỏi thăm qua loa về cận trạng của họ, tôi bắt sang chuyện người em thằng tí Thằng cháu thứ hai nhà bác năm nay mấy tuổi? Anh ta nhanh nhẩu trả lời. Thưa ông nó mới 5 tuổi. 5 tuổi mà đã mua cỗ của làng? Vâng ạ, à, theo lệ làng cháu, con trai đẻ trong một tháng thì phải vào ngôi hệ hey, ai có ngôi rồi thì làng cứ việc theo sổ mà bán cỗ cho có đứa mới có hai tháng đã phải mua cỗ rồi nữa là năm tuổi tôi càng không hiểu anh ta nói thế nghĩa là thế nào cái tính hiếu kỳ bắt buộc tôi cố hỏi cho hiểu đứa trẻ hai tháng hẳn chưa thể ăn được cỗ sao làng lại bắt chúng nó phải mua anh ta bật cười như muốn chế tôi là kẻ ngu ngốc rồi hắn cắt nghĩa thưa ông gọi là mua cỗ chẳng qua nói theo tiếng của các cụ ngày xưa kỳ thực nào có cỗ bàn gì đâu số là hàng năm cứ đến thượng tuần tháng riêng làng cháu vào đám trai đinh phải cắt lượt nhau làm cỗ bưng gia đình để từ bàn trùm trở lên uống rượu nghe hát lệ của các cụ đặt ra thế nhưng đã lâu nay làng không có nhiều của công cho nên mỗi khi làng cần đến tiền lại bắt những người sắp đến lượt phải làm cỗ trồng tiền cho làng chứ làng không lấy cỗ nữa vì vậy kêu là bán cỗ Bây giờ tôi đã hiểu bán cỗ Tức là nộp tiền cho làng Nhưng còn muốn biết rõ hơn Nên lại hỏi thêm Mỗi năm làng bác dùng hết độ bao nhiêu cỗ Anh ta ra bộ đắc ý Ôi chả Làng cháu to lắm Tất cả đến 3.000 xuất đinh Riêng từ bàn trùm trở lên Cũng có hơn 400 người Tục làng 6 người một cỗ Cứ thế mà tính hết bao nhiêu Thì gọi cho đủ bấy nhiêu Mỗi năm chừng phải 70 cỗ trở ra còn số to khiến tôi hết sức kinh ngạc, một người phải làm bấy nhiêu mầm cỗ hay bao nhiêu người? Anh ta lắc đầu lia lịa, nếu một người làm cả bấy nhiêu mầm cỗ thì có bán cả đình làng cũng không đủ, mỗi người phải làm có năm mâm thôi, nhiều cỗ nhiều người, ít cỗ ít người. Nếu mua cỗ thì mỗi người phải trồng cho làng bao nhiêu? Cái đó không nhất định, càng nhiều tuổi càng nhiều tiền, càng ít tuổi càng ít tiền, bởi vì nhiều tuổi là người sắp phải làm cỗ, mà kẻ ít tuổi thì lượt làm cỗ còn lâu mới đến mà lầy. Những năm bán cỗ, làng sẽ thôi uống rượu chứ. Sao lại thôi? Bán lớp người trên thì làng gọi lớp người dưới làm cỗ, bán lớp người dưới thì gọi lớp người dưới dưới nữa. Hễ có vào đám thì làng cứ việc đánh chén như thường. Nếu bán hết lượt thì làm thế nào? Hết lượt thì lại vắt lại. Chẳng bao giờ làng chịu hết người làm cỗ. Đáng lẽ mỗi người một đời chỉ phải gánh cỗ một lượt, nhưng vì có lệ bán cỗ, thành ra có người phải mua đến 4 năm lần. Như cháu năm nay mới 41 tuổi, đã phải mua đến 4 lượt rồi, có lẽ còn phải mua một lượt nữa. Những lúc thế này thì làng có quyền bán cỗ, chẳng có lệ ngạch nào cả. Các ông kỳ dịch muốn bán lúc nào thì bán, đại khái thiếu tiền việc quan hay là chữa chùa, chữa đỉnh chẳng hạn, thì làng gọi người mua cỗ, nhưng cũng có khi không có việc gì, các ông kỳ dịch bảo nhau, thuê thợ đảo lại ngói đình, hoặc là phá đoạn tường này, xây đoạn tường khác để lấy cớ mà bán cỗ. Bởi vì số tiền của người mua cỗ đem nộp, các ông ấy lại tiêu với nhau. Trai đình biết đấy là đâu. Nhiều người đã định bướng không chịu mua, nhưng không mua thì họ bắt phải làm cỗ. Cũng chết, thì thả mua cho rảnh. Thế sao trai làng không kiện? Năm xưa cũng đã có người kiện rồi, nhưng không đỗ, vì bọn kỳ dịch có tiền mà nào họ có mất gì của nhà họ đâu tiêu hết bao nhiêu họ cứ đi vay xong việc họ lại bán cỗ mà trả chẳng những họ không lỗ vốn có khi còn được lãi nữa bởi vậy họ đã bán cỗ cho ai người ấy nhất định phải mua không mua họ bảo là người thiếu đóng thiếu góp với làng rồi họ sổ ngôi nghe đến câu đó tôi rất phục cái thủ đoạn của mấy ông kỳ dịch làng ấy có lẽ họ không thua gì những nhà chính trị đại gia Tôi còn đương muốn hỏi gì thêm thì ông chủ nhà vừa ở ngoài sân đi vào. Người cha thằng tí bỏ tôi để quay ra van lạy. Ông ấy lấy tiền mua cỗ cho thằng con út. Chương 10 Con gà thờ Ở làng VD, ông chủ nhà trọ của tôi đáng lẽ cũng là bậc sướng. Dẫu không là tay cự phú, trong nhà cũng có gần 6 mẫu ruộng, một con trâu cái, một con lợn nái, thọc lúa đủ ăn từ vụ nọ đến vụ kia, tiền bạc tiêu đâu sẵn có, nếu chỉ bảy tám chục đồng trở lại, dù là việc bất thình lình, cũng không phải vay của ai, gia đình lại rất đề huề. Trên thì bà mẹ gần 80 tuổi, vẫn còn sáng suốt tỉnh táo, không lỏa không điếc, cũng không lẫn lộn. Dưới thì đàn con sáu đứa, trai có, gái có, đứa nào cũng ngoan ngoãn dễ bảo. Cái cô con gái đầu lòng, mới 15 tuổi, mà đã 4 năm ông Tổng, ông bá, muốn hỏi cho con. Bà vợ ông ấy chưa nhận lời ai, sợ rằng gả chồng cho cô này, công việc đồng áng sẽ không đủ người coi sóc. Tuy cũng là nhà làm ruộng, nhưng mà quanh năm trí tối, ông ấy không hề phải đặt cái cày lên vai. Cho đến những lúc sớm cạn mà úa, người ta đánh nhau vỡ đầu vì tranh nhau cái bầu tát nước. Ông ấy cũng chỉ đùng đỉnh ra đồng với cái cuốc bổ xem chỗ nào còn nước, chỗ nào hết nước, đâu nên cấy trước, đâu nên cấy sau, và anh thợ cày có chịu làm việc hay chỉ ngồi hàng ngồi quán. Ấy đó, Công việc ông ấy đại khái có vậy Ở thôn quê như vậy cũng là tiên cách Quan bất phiền Dân bất nhiễu Suốt năm lúc nào cũng ung dung Nhưng mấy tháng gần đây Ông ấy lại rất vất vả Chỉ vì có hai con gà Năm đó ông ta chẳng đã 55 tuổi à Theo tục làng đó Đàn ông 56 tuổi Mới lên lão làng Nhưng từ 30 tháng 1 Cái năm 55 tuổi Đã phải sửa một cỗ xôi Và một con gà để đem gia đình lễ thần, rồi biếu dân. Cộ xôi không quan hệ lắm, miễn được gạo trắng và dẻo, đóng vào đầy một chiếc quả phù trang của làng. Gióa có con gà, thì hơi cầu kỳ một chút, nó phải là thứ gà sống mã đỏ, chân vàng, vặt lông và luộc chín rồi, còn đủ bốn cân. Lệ làng định rõ như thế, thế nhưng ít ai chịu giữ đúng lệ. Người ta đua nhau tự tăng số cân ấy lên, ít nhất cũng là 5 cân, nhiều thì có khi 6 cân, 7 cân, hễ gà càng lớn bao nhiêu, ông chủ càng được dân làng kính trọng bấy nhiêu. Nghe nói từ đời thiệu trị, tự đức chi đó, có ông lão nuôi được con gà nặng 7 cân rưỡi, đến nay cả làng vẫn còn ca tụng. Họ bảo ông đó hết lòng thành kính đối với quỷ thần, nhờ có quỷ thần phù hộ, cho nên gà của ông ta mới lớn như vậy. Dù chẳng dám mong đối gót được ông cụ ấy, nhưng ông chủ nhà trọ của tôi vẫn quả quyết không chịu thua ai trong hồi gần đây. Hồi cuối năm kia, Nghe nói ở dưới làng hồ có giống gà tốt, ông ấy muốn mua, đã phải thân hành đến nơi để được tự mình kén chọn. Sau mười mấy ngày lăn lóc ở vùng hồ, ông ấy vui mừng trở về với hai con gà con nhốt trong một chiếc lồng khiếu. Đôi gà mới lạ làm sao, nó lớn bằng con chim câu và chọc lông lốc như đầu ông sư. Từ cổ đến đuôi, toàn là thứ thịt đỏ hòn, lơ thơ điểm ít sợi lông tơ. Mỗi con ở hai vút cánh đều có hai cái lông cánh lớn bằng vảy ốc và cong vảnh lên như miếng cau khô để ngửa. Ông ấy bảo với tôi rằng, những nhà hà tiện thường chỉ nuôi có một con, bởi vì lệ làng chỉ có một con, nhưng mà con gà độ 4 năm cân, tất nhiên phải nuôi trong khoảng 2 năm trở ra. Giả sử nuôi đến nửa chừng, chẳng may nó chết, thì không thể nào mua đâu được nữa, bởi vậy tôi phải mua phòng hai con. Nhờ rồi, nếu nó còn cả, thì một con lễ đình, còn một con nữa tôi đem lễ chùa, Chứ không dám bán mà cũng không dám ăn vì rằng mình đã thành tâm nuôi về việc thờ nếu đem bán hay để ăn ấy là đắc tội với quỷ thần tiếp đó ông ấy lại khoe đôi gà này nếu đem bán chợ chẳng qua đậu bốn năm hào một con họ thấy mình chuốc nên họ bóp mắt bóp mũi tôi phải trả một đồng một con họ mới chịu bán tùy vậy kể cũng không đắt giống gà này quý lắm nó mới bỏ mẹ mà đã lớn bằng bấy nhiêu nếu khéo nuôi sau này có thể lớn bằng con ngỗng. Luôn bữa đó, ông ta sửa lễ gia đình để trình với Đức Thượng Đằng là mình đã mua được gà, rồi đem cả đội quý vật, thả vào nếp chuồng ở đầu nhà trên. Chuồng ấy, ông làm riêng để nhốt gà thờ. Cũng mới hoàn thành độ một tháng trước, cửa chuồng ngoảnh về phía nam, gậm chuồng xây gạch làm bức tường con để giữ rắn chuột. Quanh chuồng lại có bốn bức rào bằng phên nứa, ngăn hẳn khu đất đầu nhà thành cái vườn vuông để làm chỗ cho gà ăn chơi. Dòng dã gần hai năm nay, những việc lấy nước cho gà uống, tung thóc cho gà ăn và sớm mai mở cửa cho gà ra vườn, chiều tối bắt cầu cho gà lên chuồng, đều do tự tay ông ấy làm lấy, không dám giao cho người nào vì sợ người khác không cẩn thận. Trừ ra cái việc hai ngày một lần múc nước, quét rửa trồng gà, thì anh thợ cày được thay. Hồi cuối năm ngoái, một trận gió bắc nổi lên, giữa khí ấm áp đã gây cho làng VD cái nạn gà toi. Ông ấy lập tức sai vợ, sửa cái sỏ lợn và một mâm xôi làm lễ gia đình để cúng các đấng bổ hạ, khấn ngài phù hộ cho gà của mình. Sau đó bao nhiêu gà của làng ấy chết hết, riêng đôi gà này vẫn được mạnh khỏe như thường. Ông ấy cho là các đấng bổ hạ thiêng lắm, đúng như ông ấy ước mong, đôi gà mỗi ngày mỗi thấy chóng lớn như thổi. Trong hơn một năm, nó đã xù xù như hai con công, lông đẹp, cánh đẹp, ống chân bóng nhoáng như ngà. Tiếng gáy ỏ ỏ như tiếng còi tàu thủy, nhưng cả hai con đều gầy như hạc. Ông ấy cắt nghĩa như vậy. Cái phép nuôi gà cũng như nuôi lợn, lúc nó còn non, phải hãm cho nó đừng béo thì nó mới lớn. Nếu khi nó còn đang lớn mà đã béo rồi, ấy là nó sẽ không lớn được nữa. Thế rồi bắt đầu từ cuối tháng 8, cái tháng cách ngày lễ thờ độ 100 ngày công việc nuôi gà của ông ta bỗng thấy thay đổi khác hẳn. Khu vườn của gà không dùng đến nữa, sớm ra ông ấy bắt gà ở chuồng xuống lồng, tối đến ông ấy bắt gà ở lồng lên chuồng. Trong tháng đầu, đồ ăn của gà đã xen thêm ngô, mỗi ngày bốn bữa, hai bữa ngô và hai bữa thóc. Từ tháng 2 trở đi, hai món ấy đều bị bãi cả. Ông ta cho gà ăn cám, lúc đầu còn là cám nấu với gạo, đổ vào chậu sành để gà tự mổ, hình như nó cũng thấy ngấy không ăn được nhiều nên sau lại phải dùng theo phương pháp bảo chế ông ta luyện cám như luyện thuốc tễ và đem viên lại mỗi viên lớn đổ bằng đầu ngón tay đến bữa ông ấy ngậm nước trong miệng rồi ôm con gà vào lòng một tay vành hai mỏ gà một tay ấn viên cám vào sau khi đã mớm cho nó hớp nước ông ta sẻ sẽ, sẽ lấy tay vuốt vào cổ nó để cho viên cám từ từ trôi xuống dưới diều mới lại bón tiếp viên khác mỗi con gà, mỗi bữa độ vài chục viên, mỗi ngày độ chín mười bữa, đều do ông ta tự làm, chứ không sai khiến ai. Thành ra suốt ngày, ông ấy chỉ quanh vào hai con gà mà không lúc nào được nghỉ. Giữa lúc công việc túi bụi, bà mẹ ông ta lại bị ốm nặng, cả ngày chỉ nằm trên giường và rên hừ hừ. Tuy vậy những việc cơm cháo thuốc men cho bà cụ, ông ta giao mặc vợ con, vì mình không có thì giờ trông đến. Bà cụ hình như cũng biết thân mình không quan hệ bằng hai con gà, cho nên mỗi khi thấy cháu gọi con lên buồng xem bà làm sao, bà ấy lại gạt ngay đi. Việc thò, không thể nói chơi, cứ để thầy mày trông nom cho gà, gọi lên làm gì. Hôm ấy nhân bữa 25 tháng 1, theo lệ mọi ngày, ông chủ nhà trọ của tôi vừa ở trên giường xuống đất, mắt nhắm mắt mở, chạy luôn ngay ra trước chuồng gà để rước gà ra. Quái lạ, làm sao hôm nay một trong đôi gà có vẻ khác thường. Thả vào trong lồng, nó cứ rụt cổ mà đứng lù lù. Nhắc cái lồng ra, nó cũng không buồn cựa quậy. Hoảng quá, ông ấy vội bắt nó lên để xem là chứng bệnh gì. Trung quanh thân thể không thấy vết tích gì hết. Riêng có cái diều cứng rắn và lớn trần trần như một quả bưởi. Vừa ôm con gà, ông ấy vừa gọi mọi người nhà bưng rổ cám ra để mình bón thử cho nó mấy viên. Nhưng mà nó không chịu nuốt, viên cám ấn vào trong mỏ, nó lại lắc đầu lắc cổ cho bật ra. Với vẻ mặt không còn sắc máu, ông ấy hầm hầm chạy xuống nhà khách sau khi thả con gà ấy vào lồng của nó, rồi cơn thỉnh nộ theo sự lo sợ nổi lên. Ông ta bỏ cả cơm nước, gắt vợ gắt con luôn miệng. Bởi vì theo ý ông ấy, con gà bị bệnh là do vợ con ông ta đều không thành kính mà ra. Đã bảo không được gọi người là gà, cả nhà không đứa nào nghe, bây giờ còn năm hôm nữa thì được sửa lễ, nếu như người có làm sao chúng bay còn khổ với ông ông thì tống cổ mẹ con nhà mày cứ một câu ấy ông ta nhắc đi nhắc lại đến mấy chục lượt các con đều phải nem nép không dám ho he hình như chúng cũng tự biết gọi gà là gà chính là một cái tội lớn cho được chuộc cái lỗi ngạo mạn với gà một lần nữa bà vợ ông ta lại phải đi chợ mua đồ cúng các bộ hạ của đức thượng đẳng trước khi đi bà ấy dặn anh thợ cày ở nhà giã gừng hòa với rượu tẩy uế chuồng gà cho kỹ. Vì sợ chuồng không trai khiết, cho nên sinh ra thế chăng. Tin tức chuyển đi mới chóng làm sao. Bà này mới ra khỏi nhà độ 15 phút. Họ hàng làng nước kéo đến hỏi thăm rất đông. Người nào người ấy nét mặt ngơ ngác, giống như đứng trước một tai nạn lớn của người ruột thịt. Giữa khi ấy, bà mẹ ông chủ nhà tôi ở nhà trên lại nổi cơn bệnh. Ngồi ở nhà dưới, cũng nghe tiếng rên và tiếng ối trao. Nhưng không ai nhắc đến bà cụ, người ta chỉ hỏi chứng bệnh con gà có người bày cho ông ấy nên dùng tỏi tươi giã nhỏ mà bón cho nó ông ta nhất định không nghe cho rằng tỏi tươi là vật uế tạp nếu cho gà ăn nó sẽ uế tạp lây đến gà vả chăng bà vợ ông ấy đã đi mua đồ cúng rồi nếu lại chữa thuốc cho gà thì ra mình không tin ở quỷ thần nữa ư phải cứ thành tâm tin ở quỷ thần hễ ngài vuốt ve đi cho thì nó khác khỏi ông ta đáp lại họ mạc làng nước như vậy nhưng mà ông ta đã bị thất vọng bữa trưa hôm ấy sau khi bà vợ ở chợ về nhà đồ lễ đã được sửa soạn một cách hỏa tốc ông ta liền tự tay gia đình lễ bái và cầu khấn thiết tha vậy mà bệnh tình của gà chẳng những không chút thiên giảm lại còn trần trọng hơn nữa sáng ngày nó còn chịu đựng và chịu mỏ mắt bây giờ thì chỉ nằm phục dưới đất hai mắt nhắm nghiền nước mũi chảy ra rành rạch cả nhà đều luống cuống chỉ lo con gà nữa lại mắc bệnh nốt Cực chẳng đã, ông ấy phải dùng bài thuốc của người ta mách lúc nãy. Thì ra con gà đã mắc phải bệnh thương thực. Bởi tại hôm trước, ông ta nhồi cám cho nó quá nhiều, tiêu hóa không kịp, rìu nó trương lên. Từ lúc được ít tỏi tươi vào miệng, giúp sức cho sự tiêu hóa, hình như trong mình nó đã thấy dễ chịu. Cho nên thỉnh thoảng, nó đã đứng dậy, đôi mắt có lúc mở to. Đến chiều hôm ấy, nó đã nhỏ nhẹ mổ vài hột gạo, và sáng hôm sau thì nó ăn uống như thường. Trong nhà lúc ấy vui vẻ như Tết, ông ấy lại sửa lễ gia đình để tạ các vị bổ hạ của Đức Thượng Đằng. Thấm thoát đến ngày 29 tháng 1, sáng sớm hôm ấy, sau khi ra chuồng thăm gà, ông ta liền sai người nhà quét dọn suốt cả nhà trên nhà dưới rồi đi gánh nước đổ thêm vào bể. Gần trưa, họ mạc làng xóm kéo đến tấp nập, người ta chia nhau mỗi người đi làm mỗi việc. Bà này rửa bát, bà kia rửa nồi, ông này kê bàn, ông kia kê phản năm bảy ông khác vào chuồng bắt lợn làm thịt chừng đến quá trưa con lợn bị giết đã thành ra mấy chục mâm giấm ghém la liệt bày khắp cả mấy tòa nhà họ hàng ăn xong bữa ấy mặt trời đã xế về tây bấy giờ người ta bắt đầu lo đến việc thờ những người làm giúp lúc này chia làm hai đội một đội sắp rửa quang gánh gánh mấy thúng gạo ra giếng để vo vì sợ vo bằng nước bể hột gạo xám đi sau này xôi sẽ không trắng còn một đội nữa thì đun nước để làm lông gà. Gần tối, đôi gà đã vặt lông xong, con nào con ấy màu da trắng nõn, cả họ đều khen là béo là lớn. Sau khi mấy anh con trai dùng nhíp nhổ dâu, nhổ hết những sợi lông tơ ở đầu ở cổ, ở quanh hai mỏ đôi gà. Ông chủ nhà tôi quyết định để con bị ốm hôm nọ lễ chùa, còn con không ốm thì đem lễ đình. Và tươi cười, nói với mấy ông nhiều tuổi trong họ. Công việc nuôi gà của tôi thế là xong rồi, Bây giờ còn việc luộc gà xin mà các cụ, nếu luộc được khéo, cả họ nhà ta sẽ được tiếng khen. À hay luộc gà chẳng qua đến bỏ vào nước mà đun là cùng, cơ sao ông này lại nói vậy? Hay là trong cái việc ấy ở đây còn có bí quyết gì chăng? Tôi đường tự hỏi như vậy thì một ông già trong đám giọng sạc đáp ông chủ tôi. Cái đó cụ cứ yên tâm, chúng ta sẽ bắt anh em làm cho thật khéo. Rồi thì ông đó ngoảnh lại gọi bọn ít tuổi ai biết chàng gà thì đem gà ra chàng đi sau một tiếng giả rất gọn mấy anh con trai linh lợi bưng hai con gà đặt vào hai chiếc mâm đồng và để lên một cái bàn kê ở gian giữa rồi một người khác đem đến cho họ một bó thanh tre và một cuộn dây gai dùng tre làm cốt và dây cuốn ngoài họ buộc hai con gà ngòng cổ dương cánh đứng trên mặt mâm rồi họ lấy những ruột non ruột già và bộ dạ dày của nó chẳng từ đầu mỏ quạt sang hai cánh, làm cho con gà thành ra cái hình con phượng ngậm bức cuốn thư. Cả đám súng lại ngắm nghía, ai nấy đều cho là được. Bây giờ họ mới dục nhau, đun nước luộc gà. Mỗi con gà đó, từ cổ đến chân, có thể cao đến gần hai thước. Hai cánh của nó cũng phải đến hơn một thước. Tôi không hiểu rằng luộc vào nồi nào cho vừa, nhưng vẫn yên lặng để xem họ làm ra sao. Luôn trong một lúc thấy họ bắt bếp, đến 6 chiếc nổi 30, nổi nào cũng gần đến miệng. Nửa đêm cả sáu nổi nước đều sủi, người ta liền bưng cả hai mâm gà xuống đó, dưới hai ngọn đèn hai giây sáng như ban ngày, năm sáu cái gáo chĩa vào cái nồi múc nước, dội từ đầu gà trở xuống và cứ dội luôn như thế, không lúc nào ngơi. Hết nồi nước ấy, họ lại nấu nồi nước khác, trong bếp không lúc nào không sẵn nước sôi, dội đến gần sáng thì gà vừa chín. Té ra cái kiểu luộc gà của họ là vậy chờ cho đôi gà đều nguội, họ cởi hết các dây chẳng, đặt vào trong giữa mâm xôi, rồi đem gia đình và đưa lên chùa. Lễ xong, con gà của ông chủ nhà tôi cần được 7 cân, ông ấy sung sướng bảo tôi. Đời, như thế là mãn nguyện. Chương 11 Cỗ Oản Tuần Sóc Hơn một năm nay cả làng mờ hát, ai cũng ái ngại cho ông Linh Phúc. Nào phải là người ăn hoang làm biếng cho cam, ông ấy rất tản tiện và chịu khó làm việc cả đời không dám tiêu hoang một xu cả năm không hề chơi không nửa ngày trước kia còn vợ vợ làm chồng làm tuy không thừa thãi nhưng không đến nỗi phải đi vay từ đầu năm ngoái bà phúc về với tổ tiên sau nửa năm nằm liệt với bệnh hậu sản mấy xào tư điền bán hết vẫn chưa trang xong số tiền thuốc và tiền ma chay ông ấy mới mang công mắc nợ kể ra số nợ của ông ấy vay cũng không lấy làm gì to nhưng ở thôn quê cái giống nợ lãi nó đẻ dữ lắm một năm một đồng thành hai còn là hạng thường hơn nữa có khi một đồng thành gần ba đồng chỉ nuôi báo cô vài chục bạc nợ hai bàn tay trắng của ông ta cũng đủ nhược rồi huống chi dưới nách lại vướng năm đứa con mọn đứa bé còn bú đứa nhớn mới 14 bốn tuổi cây thân gà giống mổ sồi phòng kiếm làm sao cho chúng đủ no sau khi bà vợ mổ yên mả đẹp ông ấy đã phải dứt tình cậy người nuôi giúp đứa nhỏ và cho đứa lớn đi ở không công trong nhà chỉ để lại ba đứa nhỡ, bây giờ trong cái gia đình một bố ba con. Hoàn toàn trông vào một chiếc đòn gánh, quê quán ông ta chẳng gần với chợ xa à. Hàng ngày trời nóng cũng như trời lạnh, trời nắng cũng như trời mưa. Sáng ra, sau khi thổi nấu cho các con ăn, ông ấy liền vác luôn chiếc đòn gánh xuống làng Tê Bê, gánh thuê cho mụ hàng cháo một gánh cháo đúc lên thẳng chợ xa. Chiều đến lại từ chợ xa đài về đến đỏ DC cho bọn DB một gánh lá trầu hoặc các hàng vặt. Đường đi cũng không xa xôi cho lắm. Chuyến đi chừng 5 cây số, chuyến về độ 6 cây số, mỗi ngày chỉ chạy 11 cây số, kể còn nhàn hạ gấp trăm phu xe. Và lại gánh hàng của mụ hàng cháo chỉ có nồi cháo và thúng bánh đúc, trọng lượng độ vài chục cân. Với sức ông ấy, cái sức quen theo chân trâu của người lực điền, kể cũng chẳng thấm vào đâu. Độc địa là gánh hàng cho bọn BD hình như với ông phúc mấy mụ bd vẫn còn mối thu tiền kiếp cho nên hễ đã thuê đến ông ta gánh đưa họ liền rủ nhau dồn hai ba gánh làm một cái thúng của họ xếp trong quang ít khi để cho chiếc quang có chỗ bỏ trống ai bảo xương cứng tôi xin nhất định cãi là xương dẻo bởi vì mắt tôi đã thấy cái lúc ông phúc xoay trần trùng trục để cho bên vai đỡ chiếc đòn gánh đeo những thúng hàng của bọn bd thì cái xương vai cong lõm hẳn xuống chẳng khác một chiếc vòng cung để ngửa, kĩu kịt trên vai ông ấy. Cây đòn gánh luôn luôn co lên, ẻo xuống như con cá mè dẫy cạn. Mỗi khi đầu đòn gánh lướt xuống, ấy là mỗi lần cái vai ông ấy lệch đi, cái cổ ông ấy rụt lại, cái mồm ông ấy nhảnh ra, cái sườn ông ấy nghiêng sang một bên. Vậy mà đôi chân ông ấy vẫn cứ nhon nhón bước rào để đưa cái đầu cung cúc cúi xuống đằng trước. Y như con cuốc lùi trong ruộng lúa người ta bảo như vậy không phải là khỏe chỉ vì gánh nặng nên phải đi thật nhanh nếu đi chậm có khi sẽ bị ngã gục xuống đất xưa kia nghe người nhà quê mỉa nhau vai u bắp thịt tôi vẫn không hiểu là gì bây giờ được thấy chân tướng cái vai ông phúc tôi mới biết nó là một tiếng tả thực trời ơi đôi vai mới lạ làm sao nó giống hệt lưng con lạc đà mỗi bên có một cái biếu lớn chừng bằng quả xoài tượng cố nhiên hai cái biếu ấy cũng đều bằng thịt nhưng nó là thứ thịt cứng rắn ấn không thấy lõm bấm không thấy đau màu da xù xì và mốc thách như da chăn gió ông phúc gọi nó là thịt thành chai và kể với tôi hồi tôi còn đi cày ruộng hai vai cũng vẫn nhẵn nhụi như vai các ông từ khi bắt đầu xoay sang cái nghề gánh mướn vì chiếc đòn gánh đẻ xuống nặng quá thớ thịt đầu phải dập nát vì sưng u lên lúc ấy đặt chiếc đòn gánh lên vai người tôi thấy buốt từ đầu đến gót tưởng như chết điếng đi được vậy mà tôi cứ phải gánh nếu không gánh thì lấy gì nuôi các cháu gánh đi độ vài thôi đường rồi nó ê đi không thấy đau nữa tôi tưởng thế nào nó cũng mung mủ nhưng mà không nó cứ việc sưng tôi cứ việc gánh trong vài bốn ngày chỗ sưng đét đi và lớp ra ngoài dần dần dày lên thành ra hai cái biếu đó bây giờ hai cái biếu ấy rất có lợi ích cho tôi là vì nhờ nó ngăn đệm ở giữa chiếc đòn gánh không thể tì sát đến xương nên dù gánh nặng đến đâu cũng vậy, chỉ mỏi ống chân và mỏi xương sống, chứ không bao giờ đau vai. Tôi hỏi đi gánh như thế mỗi ngày ước chừng được bao nhiêu tiền, ông ta lắc đầu và đáp. Nào có được là mấy nỗi, gánh cháo chỉ ba bốn xu, còn gánh lá trầu, ngày nắng bỏng đất, họ mới trả cho hai hào, hôm nào mát trời, chỉ được độ tám chín xu. Thế là mỗi ngày ông ấy kiếm được chừng mười lăm xu. Bấy giờ vật giá còn hạ, với số tiền ấy ông ta cũng đủ mua ngô, mua khoai để nuôi năm cái dạ dày, tuy mỗi ngày vẫn phải bớt ra mấy xu, để góp lại mà trả lãi tháng cho người chủ nợ. Giả như ông ta còn là hạng trai trong làng thì thôi, như thế cũng đủ để sống mà chờ đàn con khôn lớn. Chết vì đầu năm đến giờ, ông ta lại mới lên ngôi ông chùm. Với thôn quê, ông chùm là hạng đàn anh, chiếu theo ngôi thứ mà thăng, không phải chạy trọt gì cả. Số ngạch ông chùm không có nhất định, nhiều ít tùy theo tục làng, Thủa xưa ông trùm tức là những người hợp với lý trường, chủ trương tất cả việc làm. Từ ngày thôn quê có cuộc cải lương, quyền của ông trùm chỉ còn trong việc lễ bái, nhưng cũng vẫn tiếng là hạng đàn anh. Ở làng Mờ Hát, tất cả có 24 ông trùm. Lên trùm tuy không phải khao dân làng, nhưng hàng năm, cả 24 ông ấy phải chia lượt nhau mà rửa oản chuối, cúng thần trong hai ngày rằm và mùng một của mỗi tháng. Người ta gọi chung là lễ sóc vọng vừa vọng vừa sóc, mỗi năm có 24 kỳ, đáng lẽ mỗi người chỉ gánh một lần là đủ. Nhưng mà theo lệ làng này, số oản mỗi kỳ cúng rồi, phải chia khắp từ giả lão xuống đến bản nhất và các chức dịch, mỗi người một chiếc, nghĩa là phải hơn trăm chiếc mới đủ. Như vậy, mỗi người sửa riêng một kỳ. E rằng nặng quá, người ta mới định mỗi kỳ hai người. Bởi vậy, mỗi người một năm mới phải gánh lễ vọng hai lần. Ông Phúc là rốt bàn trùm, Lượt oản thứ nhất, ông ấy phải sửa vào ngày mùng 1 tháng 6. Tôi tuy không phải người làng mở hát, nhưng đến trọ học ở làng ấy và nhà trọ tôi lại ở gần nhà ông ta. Từ khoảng trung tuần tháng 5, trong lúc lật đật đi vay tiền siêu, tôi thấy ông ấy đã lo đến cây lễ sóc. Đo đường sắp tới sau lưng, rồi đến 20 tháng 5, suốt đêm trời mưa tầm tã, gió tây nổi lên đùng đùng, sáng ra gió im, mưa tạnh tôi qua trước nhà ông ấy, Đường thấy ông ta hùng dũng đứng trên mái nhà, bốc những dạ lợp ném mãi xuống đất. Tưởng là hôm qua nhà bị gió chốc, tôi hỏi bằng giọng chia buồn. Ông lập lại nhà đấy ư? Trận gió ban đêm tai hại lắm nhỉ? Ông ta uể oải trả lời. Không, nhà tôi có bị chốc đâu, mà phải lập lại, tôi dỡ đi đây. Rồi như hiểu sự ngạc nhiên ở trong đầu tôi, ông ấy nói tiếp. Tuần sóc tháng sau đến lượt tôi phải sửa oản ra thờ, giả không sẵn, vay không ai tin tôi đành dỡ hai gian nhà làm củi để bán lấy tiền mua gạo đáng lẽ tôi định để vài bữa nữa mới dỡ nhưng vì thấy trời mưa dầm chắc là củi đắt nên mới dỡ từ hôm nay thôi thì túng kiết quanh năm hãy cho qua cái lúc này bao giờ trời cho mở mặt bây giờ lại làm cái khác và lại có bốn bố con ở vào hai gian một trái cũng còn vừa chán vừa nói ông ấy vừa dùng cái cưa xỉ xoẹt cưa đứt cây tre cái nóc rồi rút nó ra và quăng xuống đất một cách giận dữ. Dưới nhà nổi niêu, thúng mùng bát đĩa, rổ giá lồng chồng ở gian bên kia, ba đứa bé con to vo ôm nhau ngồi trên chiếc giường đầy những xác cắn. Tối ba mươi vào khoảng nửa đêm, tôi tình cờ lại đi qua cửa nhà ấy. Bây giờ cái đầu nhà bị phá hai gian, vẫn còn bỏ trống, chưa có bức vách. Nhưng mà trong nhà đèn thắp sáng choang, lố nhố dưới bóng đèn, tôi thấy độ hai chục người chia làm bốn tốp. vây quanh bốn chiếc mâm gỗ, đầy những thịt đậu, đặt trên chiếc chiếu sàm sạp, trải ở mặt đất. Tiếng cười tiếng nói vui như ngày Tết. Người ta khen ông Phúc hết lòng lo việc thờ. Người ta bảo ông Phúc phá nhà bán củi, thật là một người tháo vát. Người ta tán dương oản của ông ấy tốt và chuối của ông ấy mẫm. Rồi người ta thúc bách ông ấy đi mua lấy chai rượu nữa. Bà đứa bé con vẫn rau ráo ngồi ở đầu thềm, hình như chúng thiếu chỗ ngủ. Sáng mai ông Phúc gặp tôi liền phô. Thế mà đêm qua nhà tôi cũng hết năm chai rượu và hơn đồng bạc rau đậu. Ông ạ, à, cái nhà phá ra, bán cả tre dạ, được bốn đồng rưỡi, mua gạo mua chuối hết non hai đồng, còn hơn hai đồng chỉ vào bữa chén không đủ. Khốn nạn, tôi có muốn tốn làm gì? Bà con có lòng chạy đến, không thể không được. Tôi hỏi, bao giờ ông lại sửa tuần sóc thứ hai? Chương 12, một tiệc ăn vạ. Hôm ấy nhằm viên chợ đình, cây chợ mà cả làng BG đều sống về nó. Tôi đi đến đầu làng ấy, giữa lúc người làng đi chợ đương đông. Quái lạ, làm sao hôm nay không có đàn ông? Trên đường giặt những đàn bà, kẻ gồng rau, người gánh gạo. Bà này gồng chiếc lồng lợn, bà kia quẩy đôi lồng gà. Hết lũ dài đến lũ ngắn, người ta tiếng to tiếng nhỏ, nhao nhao nói chuyện với nhau. Khốn nạn, trông thấy tình cảnh ông xử mà tôi thương quá. Hôm qua đến giờ, Bà vợ lúc nào mặt cũng ủ dầu dầu, ông chồng chỉ nằm thở dài, có lúc đấm mãi hai tay vào ngực, hàm răng nghiến lại kèn kẹt. Bà ấy còn định nói nữa, nhưng bị bà khác cướp lời. Tôi cũng ái ngại cho ông ấy. Tội nghiệp, cả vợ lẫn chồng ai cũng hiền lành biết điều, thật thà như đếm. Không hiểu cớ gì lại bị nhiều người ghét bỏ đến thế. Phen này không khéo hết cả cơ nghiệp. Một bà thứ ba nói xen. Các bà là bậc nhân đức từ bi, các bà cứ thương ông ấy riêng tôi tôi chẳng thương một chút nào anh em ít cánh vế không có thế mà vẫn không biết thân lại còn cứ bướng thì ai người ta để cho yên lành lại một bà nữa tiếp theo phải bà nói phải đấy mình ở trong làng sống nhờ làng chết nhờ làng cái người đã dám vác miệng chửi làng thì bị trừng trị là đáng kiếp lắm hơi đâu mà thương rồi một bà nữa cãi lại các bà đừng nói thế oan cho ông ta chẳng qua ghét nhau thì họ gắp lửa bỏ vào bàn tay chứ đời nào ông ấy dám động đến làng luôn mấy năm nay hết người này ăn hiếp lại đến người kia đẻ lấn ông ấy vẫn nhịn như nhịn cơm sống có dám bướng bỉnh với ai đâu còn nữa làn sóng dư luận còn kéo dài mãi ở dọc đường nhưng nó mỗi lúc mỗi theo những gánh gà lợn rau gạo đi xa dần nên khi bay lại tai tôi không còn rõ tiếng gì nữa cố nhiên tôi không có ý nghe chi những chuyện giữa trời nhưng vì nó đã ngẫu nhiên lọt vào tai, tôi cũng ngẫu nhiên bật óc vì nó. Chắc là trong làng đã có người nào bị đánh bị trói gì đây. Với câu phỏng đoán đó, vơ vẩn trong óc, tôi lững thững đi vào cổng làng. Người làng ở trong các xóm, lũ lượt kéo ra con đường giữa làng. Già có, trẻ có, con nít cũng có. Trái lại, với quang cảnh của đoạn đường lúc nãy, ở đây rất nhiều đàn ông, thỉnh thoảng mới có một người đàn bà, với những tiếng cười cười nói nói, vui như đám hội. Người ta đổ xô về nẻo cuối làng, xen lộn vào sự xôn xao của đám đông người. Ở trong các xóm, lại có tiếng lợn en ép, không phải là chuyện đánh nhau chó nhau, có lẽ người ta sắp sửa có cuộc ăn uống. Phải rồi, hôm nay đàn ông vì bận ăn uống, nên mới nhường hết quyền đi chợ đình cho bọn đàn bà. Đoạn này toàn là đàn ông. Tôi vừa cải chính cây câu của tôi phỏng đoán mới rồi. Vừa im lặng đi theo một con đường với lũ người ấy, và tôi đã tự biết họ khi đến khỏi đình họ đi tấp nập kéo vào điếm đình thì tôi rẽ sang nhà khóa trúc người bạn đồng học với tôi năm xưa bởi vì chúng tôi có hẹn trước nên lúc ấy anh trúc đương vơ vẩn đón tôi ở chỗ đầu ngõ đường đi tuy rằng hơi xa nhưng nhà anh này lại ở kề với sân điếm và chỉ cách khu điếm một bức xào bằng găng tay vào ngồi trong nhà anh ấy tôi còn thấy rõ hết thảy cảnh tượng trong điếm cái điếm rộng quá ngoài một tòa chính ở giữa lại có hai tòa giải vũ kèm ở hai đầu. Mỗi tòa đậu bốn năm gian. Đám người lúc nãy lần lượt tiến vào đến cửa điếm. Các ông già và người cao tuổi lên thẳng tòa chính. Còn người ít tuổi và đám con nít thì xuống hai tòa giải vũ. Dày lát, ba bọn đàn ông lực lưỡng khiêng ba con lợn bị trói đặt vào trước sân. Và một lũ người khác đài tải tới đó đủ hết các thứ. Bát, đĩa, dao thớt, rổ giá và nồi ba mươi. Rồi đó bọn này bác nổi đun nước, bọn kia đè lợn chọc tiết. Bắt đầu câu chuyện, tôi phải hỏi ngay anh Trúc. Đám ấy là đám gì? Đám gì mà có đủ từ ông bạc đầu đến lũ trẻ con? Anh Trúc mỉm cười đáp. Đó là một đám ăn vạ. Rồi vừa pha nước anh ấy vừa tiếp. Cái tục ăn vạ, thiền hạ cũng nhiều nơi có. Nhưng mà có lẽ không đâu nặng bằng làng tôi. Bởi vì theo lệ làng tôi, quyền hành của bốn chủ nhất lớn lắm bao nhiêu công việc trong làng đều do bọn họ quyết định lý dịch cũng phải theo họ người nào cưỡng lại với họ ấy là họ sẽ tìm cách ăn vạ như đã thấy tôi không hiểu ăn vạ là gì anh trung uống cạn chén nước rồi thêm chắc anh chưa được chứng kiến cuộc ăn vạ nào thì phải có gì đâu người nào có lỗi với làng thì làng cứ việc mua lợn mua rượu mua gạo đem ra điếm làng mà ăn phí tổn bao nhiêu người có lỗi đó phải chịu hôm nay họ ăn vạ lão sửu Tội nghiệp, lão ấy hiền lành thật thà nhất làng tôi đấy. Chỉ vì nhà đã lép vế, lại có bát ăn. Một hôm một ông trong bốn ông trùm đến nhà hỏi vay gánh lúa, lão ta đi vắng, mụ vợ chối là không có. Ông trùm kia lấy làm thù, cách vài hôm sau, hắn mượn việc làng sinh sự cãi nhau với lão ấy. Rồi hắn vu cho lão ta chửi làng và đem chuyện trình làng. Làng là bọn đó chứ có ai đâu. Chúng với hắn cũng như một đào một kép, cho nên khi thấy hắn trình, chúng liền hùa nhau bắt vạ lão xỉu anh chúc rót chén nước nữa cho tôi rồi tỏ vẻ ái ngại cuộc ăn vạ này chúng làm hại lão ta đến hơn trăm bạc bởi vì chúng ăn to lắm ăn suốt từ trên đến dưới những đứa con nít toét mắt ỏng bụng mà anh thấy đó cũng đều được ăn tất cả chúng nó cũng là làng hễ ai là làng hôm nay đều được ra ăn chỉ trừ đàn bà và những trẻ con ấm ngừa tôi vẫn chưa hiểu thế thì những tiền mua lợn mua rượu mua gạo đó, ai đứng ra cho làng? Anh Trúc trả lời. Chẳng ai phải ứng hết tẩy. Họ đi mua chịu tất cả, mà hễ họ đã hỏi mua thì ai cũng bán. Bởi vì bán chịu cho làng như thế, sau này có thể tính với khổ chủ một giá rất cao. Và tính bao nhiêu, khổ chủ phải trả bấy nhiêu, không được bớt xén một đồng nào hết. Nếu như khổ chủ không chịu thì sao? Khổ chủ không chịu thì họ phải lấy tiền làng mà chi. Nhưng rồi họ sẽ họp làng tại đình đóng chiếc đinh cù vào một cột đình và phát thệ rằng nhà ấy đã không thèm tuân lệ làng từ sau trở đi những lúc làng có ăn uống không ai được ngồi với người nhà ấy và rồi nhà ấy có người nào chết bất kỳ đàn ông đàn bà họ xa họ gần làng sẽ không khiêng ở thôn quê cây người lúc sống không ai ngồi với lúc chết làng không khiêng cho là người cực nhục sống cũng như chết vì vậy từ xưa đến nay họ đã ăn vạ người nào người ấy cứ phải bán nghiệp mà trả không ai dám bướng. Anh ta đường nói, thì ở bên điếm có tiếng nói lớn. Thưa chạ hôm nay từ trên già lão đến dưới chai đinh, tất cả hơn 200 suất, ăn ba con lợn có lẽ không đủ. Xin cha cho bắt thêm một con nữa. Thế rồi một lúc sau, lại nghe có tiếng lợn kêu, cuộc ăn uống linh đỉnh mãi đến quá trưa mới tan. Chiều hôm ấy, tôi còn ở đó, đã có tin nói lão sử thắt cổ chết ở trong nhà, lý dịch còn đi khất quan về khám. Chương 13 Sâu lòng thờ Một ngày hôm qua tôi thấy bác hai đắc đến nhà tôi trọ trước sau tới mười một lần. Lần đầu tiên trời mới sáng rõ, lần cuối cùng chừng hết canh hai. Trừ ra lần thứ mười một vì tối quá, không thể trông rõ. Còn các lần trước tôi đều gặp bác. Lạ thay, lần nào cũng vậy. Sau khi thấy nói ông chủ nhà tôi đi vắng thì bác lập tức lật đật trở về với cái bộ mặt đầy vẻ sợ hãi. Hôm nay trời còn mờ mờ, đã thấy tiếng bác vấm véo gọi cổng ông chủ nhà tôi cũng chưa về nên bác không vào rồi cách một giờ sau bác lại hốt hoảng chạy đến và vẫn bị thất vọng như lần trước bác lại lủi thủi đi về bằng một dáng điệu cực kỳ buồn rầu với bác tôi không phải là chỗ quen thuộc vì trọ trong làng bx đã lâu nên tôi cũng có biết mặt biết tên hơn nữa tôi còn biết bác là người đần độn hiền lành nhà khá có trâu cày có ruộng cấy bởi vậy nay thấy thái độ khẩn cấp của bác tự nhiên tôi cũng để ý suy nghĩ và tôi đoán rằng chắc bác đã phạm một tội quan trọng nếu không chứa đổ quốc cấm tất là lỡ đánh chết người nhưng mà tôi lầm nếu bác mắc phải một trong hai việc đó thì từ hôm qua đến giờ làng nước đã đồn ầm lên rồi người ta đã gông cổ bác điệu liên quan rồi khi nào bác được sồng sành chạy đi chạy lại huống chi một người cẩn thận như bác đời nào có thể xảy ra những việc ghê gớm ấy Thế thì cớ gì bác phải tìm ông chủ nhà tôi gấp quá như thế? Trời cũng không thể đoán được. Bóng nắng đã đến nửa thềm. Bác lại lù lù tiến vào trước sân giữa những tiếng sủa xô sát của đàn chó dữ. Cụ đã về chưa, anh nhỏ? Thằng nhỏ, vì phải đuổi chó cho bác nhiều lần, nó cũng phải phát cáu với bác. Chưa về, làm gì mà đến hỏi luôn thế? Chỉ quấy dày. Bác giả vờ như không nghe tiếng và lại quay mặt trở ra toan đi vì muốn rõ cái chuyện cấp bách của bác tôi cố gọi bác vào trong buồng học và hỏi bác tìm cụ tránh có việc gì mà kíp như vậy nói cho tôi biết xem tôi có giúp được chăng bác cảm ơn tôi và đáp chỉ có cụ tránh họa chăng mới cứu được tôi nếu hôm nay mà cụ không về thì tôi đành phải ngồi tù rồi như trong bụng nóng này không thể ngồi yên bác lại đứng dậy toan ra tôi phải an ủi giữ bác ở lại để hỏi cho hết câu chuyện nể tôi quá bác lại nén lòng ngồi xuống và kể đầu đuôi cái nạn phi thường của mình. Thì ra trưa hôm kia, làng ấy làm lễ thượng điền, đó là cái lễ để trình với vua thần nông và các cụ tiên nông trong làng đời xưa biết rằng làng mình cày cấy đã xong. Cũng như lễ hạ điền, cử hành trong khi bắt đầu cắm cây lúa xuống ruộng, lễ này tại các thôn quê làng nào cũng có, bởi vì làng BX, năm nay trời cho mưa nắng thuận hòa, suốt một vụ cấy, không nhà nào phải tát một khao nước nào. Hơn nữa, hệ cây đến đâu, lúa cứ xanh tốt ngùn ngụt đến đấy không cần phân cho gì hết người ta tin rằng nhờ có quỷ thần ủng hộ mới được như thế cho nên nhân ngày thượng điền làng có sửa một con lợn trước là tạ ơn thần thánh sau nữa cả làng ăn uống cho vui trong khi cúng tế thịt lợn để nguyên cả đánh lòng lợn cũng để nguyên cả sàn nhưng phải thái lấy tám bát đủ cả rồi tim gan phổi lá lách dạ dày để bày vào mâm rơi thờ người ta gọi là lòng thờ Tế xong, đồ lễ hạ xuống, phận sự bốn người bàn hóa, phải giữ công việc làm cỗ, theo lệ làng. Phần của trai làng chỉ có xôi thịt. Ngoài ra, sỏ lợn, lăm lợn, nhỡn lợn, mũi lợn, rồi móng chân lợn và khấu đuôi lợn, đều phải để làm phần biếu, để biếu từ cụ trưởng lễ đến ông bàn nhì. Còn riêng tám bát lòng thờ thì phải để kính tám ông trên nhất, có ra lễ thánh trong lúc cúng tế. Vì vậy, số lòng lợn ấy lại có biệt hiệu là lòng mũ áo. Bác Hải Đắc mới lên bàn hóa từ đầu năm nay. Trong bữa việc làng hôm kia, bác cũng dự một chân làm cỗ. Công việc thái thịt, bày thịt cho phần trai đinh, sức bác làm dư đi rồi, Rắc dối cho bác chỉ có cái số phần biếu, thể lệ kính biếu, không phải chỉ nói bằng miệng mà thôi. Ông nào được biếu thứ nào, đã có sổ sách biên chép rõ rệt. Cuốn sổ ấy có chữ cả làng ký kết, lại có trình quan trên duyệt ý. Nó là một pháp luật của làng, không ai được phép thay đổi một người bàn hóa biết chữ khi chia phần biếu có thể dở sổ mà coi. Nhưng với những người không biết chữ nào, ít nhất cũng phải tập sự hai năm mới thuộc. Bởi vì một năm chỉ được học việc có bảy tám lần mà thôi. Bác hai đắc, không biết chữ gì và lên bàn hóa mới già nửa năm. Cố nhiên bác không thể thạo được chức vụ. Tuy vậy hôm đó, nhờ có ba người tuổi trên cáng đáng cho các phần cũng không lầm lẫn. Khổ cho bác, chỉ tại một sâu lòng thờ của cụ trưởng lễ hôm ấy cụ trưởng lễ có ra chủ tế phần cụ phải có một sâu lòng thờ là dĩ nhiên rồi tế xong cụ cũng mũ áo lễ thánh như các ông khác theo lệ cụ lại được hưởng sâu nữa bác đã không hiểu lệ đó chỉ để phần cụ một sâu đến khi thằng nhỏ để phần vào nhà cụ cụ trưởng lễ kiểm lại số thịt thấy tiếu tức thì cụ sai đầy tớ gọi bác đến nhà ghép bác vào tội tự nhiên cất phần của cụ và bảo cho bác biết rằng việc ấy cụ đã nhất định đưa lên quan xét rồi cụ sai đuổi bác ra. Không cho nói thêm câu nào. Mấy lần bác đã cậy người xin giúp, đều không đắt nhời. Bây giờ chỉ có một cách nhờ cụ tránh cựu, tức là ông chủ nhà tôi. Nói đỡ. Xưa nay cụ trưởng lễ, vẫn nể cụ này, nếu như cụ này chịu giúp cho bác, họa may bác được thoát nạn. Vì thế bác phải khẩn cấp đi tìm ông chủ nhà tôi. Nói đến đây, thấy bác rơm rớm nước mắt và thêm. Năm xưa một người bản hóa cũng đánh mất phần của cụ trưởng lễ, và bị cụ ấy đi kiện. Hai bên vật nhau từ huyện lên tỉnh, lại sang Hà Nội. Rút lại, người bản hóa đâu tốn kém đến gần nghìn bạc mà vẫn bị phạt một đồng. Ấy là anh ta nhà giàu, biết lý luật, lại biết tòa nọ sở kia, còn không chống nổi cụ ấy. Huống chi như tôi tiền không có, từ thủa mẹ đẻ đến giờ, không đến cửa quan bao giờ. Nếu bị kiện, mười phần chắc phải ngồi tù cả mười. Rồi bác gạt nước mắt đứng dậy. Ngoài sân, nghe có tiếng giày sền sệt kéo trên mặt gạch ông chủ nhà tôi đã về bác hài đắc vội vàng nép vào cây cột gần đó và vái một vái cực kỳ cung kính ông chủ nhà tôi điềm nhiên đi vào trong nhà sau khi bỏ khăn và cởi áo ngoài treo lên đinh cột ông ấy ghé vào chỗ tôi vớ lấy cây điếu châm lửa hút thuốc chờ cho ông ta thở hết hơi khói trong miệng bác đắc khúm núm đi ra trước chiếc phản ngựa thụp xuống lễ luôn hai lễ ông chủ nhà tôi có vẻ ngạc nhiên và hỏi giật giọng Mày làm cái gì thế đắc? Bạc đặc với bộ lưng khom khom như hình con tôm, chắp tay đứng ở ngoài thềm, nước mắt chảy ra giàn rủa. Lạy cụ, xin cụ cứu con. Ông chủ nhà tôi vẫn một giọng sừng sốt. Mày làm sao? Bạc này như líu lưỡi lại. Lạy cụ, cứu con. Ông chủ nhà tôi phải gắt. Nhưng mà cứu cái gì chứ? Thằng này điên à? Bạc đặc đứng bên cửa, vừa mếu vừa kể cho ông ấy nghe việc đánh mất phần của cụ trưởng lễ và bị cụ ấy đe kiện. Ông chủ nhà tôi nhìn tôi và cười tủm tỉm. Cái phái tổng lý chúng tôi có gớm hay không? Rồi ngoảnh sang nhìn bác Đắc, ông ấy lại gặng. Bây giờ nhà mày bảo tao đi lại mướn cho mày à? Bác Đắc chỉ nằn nỉ mãi một câu. Lại cụ xin cụ cứu con. Ông chủ nhà tôi ngần ngừ một hồi rồi đáp. Nói với con mọt già ấy khó lắm, phi tiền không xong, nhưng cứ về đi. Lát nữa tao đi cho, Chiều lại đây công việc thế nào tao bảo. Bạc Đạc sung sướng vái chào chúng tôi rồi ra. Mặt trời tà tà. Ông chủ nhà tôi khăn áo chỉnh tề ra đi. Một lúc lại thấy trở về và nói với tôi. Tôi đã biết mà. Lão trưởng lễ làng tôi đều lắm. Cái gì cũng tiền. Tôi đến nói hộ thằng Đắc. Lão ta nhất định đòi hai điều này. Một là thằng Đắc giết lợn mời làng Tế Thánh để lấy một sâu lòng thờ biếu hắn. Hai là nó đền cho hắn trăm bạc. Mà hắn đã nói một trăm, Ít ra cũng phải sáu chục mới xong. Ấy, ở nhà quê khó thế ông ạ. À? Có của đã chắc giữ được mà ăn đâu. Trương 14 Một chiếc lăm lợn Bấy giờ bóng đã chiều cả. Mặt trời chỉ cách ngọn tre của dãy làng xóm xa xa, độ vài con sào. Chân trời phía tây dần dần hiện những tia đỏ. Dưới đồng còn đông người làm, trong rừng ngô đậu xanh gì. Tiếng hát theo gió đưa đi réo rắt. Tôi vừa đi đến ngã tư rẽ vào con đường làng DC, và những giọng lên bổng xuống chìm của bọn gái quê sới đậu, vun ngô như đương bảo tôi khoan bước để thưởng cái cảnh trời xuân mình mị. Bỗng ở trong nẻo đầu làng có tiếng thét lớn, như phá cái bầu tịch mịch của cánh đồng chiều, làm cho các đám hát sướng đều phải im bặt. Càng đi gần lại, tiếng thét càng giữ thêm, tiếp đến tiếng chửi vũ vàng của cơn thỉnh nộ, rồi đến tiếng kêu làng nước in ỏi, trong khu văn chỉ của làng DC bóng người đen kịt, và ở cổng làng cũng như các ngã đường khác đàn ông đàn bà tất tả chạy ra. Ai cũng như nấy, mỗi người trong tay đều có một món khí giới, hoặc xào, hoặc gậy, hoặc cán cuốc, hoặc đòn gánh. Có người thì phát cái vồ đập đất. Tứ chỉ bát mạch, nhất tề đổ vào khu đất văn chỉ với một bộ điệu hùng hồ. Đánh! 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 Mấy tiếng thét đánh vừa dứt, cuộc hỗn chiến tức thì bắt đầu. Đòn gánh dơ lên, tai cuốc bổ xuống, tiếng chí chát của các khí giới đụng nhau xen lộn với tiếng kêu, tiếng chửi, tiếng gầm gào, nghe thật gớm ghiếc. Tôi phải dừng lại ở một quãng xa để chờ đến lúc tan cuộc. Vì rằng đường đi đã bị chiến trường ngắt cản, không có lối nào qua được. Tấn náo kịch mỗi lúc một thêm kịch liệt. Các toán viện binh, các nơi vẫn tiếp tục kéo đến ẩm ẩm. Đáng sợ nhất là mấy mụ đàn bà, sắn váy sắn áo và quấn búi tóc vảnh ngược. Các mụ liều mạng xông vào trận địa như một đội quân cảm tử tôi phải dùng mình sờn gáy. Khi thấy một người lực điền thẳng tay, dơ vổ đập đất bổ vào đầu một ông già, vừa chui ra khỏi vòng vây. Ông già ấy loạn choạng, lào đảo như con gà toi dẫy chết rồi ngã phục vị xuống đất. Người lực điền kia lại vác chiếc vổ ngay ngang vào trận, giữa đám túi bụi, thấp thoáng có bóng xanh xanh. Khi đã lách qua vòng vây, bóng xanh xanh liền hiện ra thành hình người. Ôi lạ, trong đám ẩu đà lại có người mặc áo thụng lam và đội mũ nhiễu hoa bạc. Tuy rằng đứng ở đằng xa, tôi cũng trông rõ hình dạng. Người ấy hàm dâu đã dài, cái áo thủng lam đã toạc vạt trước. Trên chán có một vết đỏ, chạy thẳng từ chán xuống cặp. Có lẽ là vết máu chảy. Chỉ kịp lật mũ, vất xuống vệ đường, người ấy vén tay áo thủng. Rằng lấy chiếc gậy của một người khác, rồi quay vào đám đông người, ra sức vụt lấy vụt để. Hình như bây giờ đến hồi loạn chiến, người ta chỉ cốt đánh cho sướng tay. Bật phần ai là phe thân, ai là phe thù, vì vậy giao chiến đã lâu mà vẫn chưa phân thắng phụ. Phía trong cổng làng chợt có tiếng hiệu rúc hồi. Một đoàn tuần phu độ hơn 10 người, kẻ vác giáo, người vác mã tấu, tấp nập đi theo lý trưởng tiến lên khu đất văn chỉ. Chói lại, chói hết cả lại, điệu về đình kia. Đánh nhau chết người ra đấy tội và ai chịu. Lý trưởng thét vừa rứt miệng, cả bọn tuần đinh hang hái dấn vào đám đông, đàn áp một cách hùng dũng và can đảm. Các tài chiến sĩ tùy đường hàm đánh, nhưng cũng còn sợ pháp luật. Thấy bóng tuần phiên tiến vào, ai nấy tản mát lùi ra, kẻ này chạy vào trong làng, người kia trốn xuống dưới ruộng. Trên bãi chiến trường, còn lại bọn tuần đinh với một đám độ hơn 10 người, hầu hết có mặc áo thụng. Cái gì thế nhỉ? Cơ sao người ta lại bận lễ phục để đi đánh nhau? Hay là ở đây cũng là cửa khổng, sân trình, cho nên dù là đánh nhau cũng phải giữ lễ? Rồng tố đã yên, tôi bèn lại chỗ văn chỉ để về trong làng, và luôn thể coi qua cho biết tình hình cuộc đại chiến. Té ra những ông áo thụng còn lại đó giặt là tư văn và đều bị thương tất cả. Đau nhất là ông cựu tỉnh. Ông ấy bị một vết ở má bên phải. Hình như nó là vết thương của mấu đòn gánh đập vào gò má, bị khuyết mất một miếng thịt khá to. Cái xương lòi ra, máu chảy rành rạch xuống vai áo thụng, rồi đến ông cựu bình. Không biết ông này bị những cái gì đánh vào má trông thảm quá. Giữa chán bươu lên như quả ổi lớn, gỏ má bên trái sưng húp như cái đồng chai úp vào. Còn mắt bên ấy híp lại như mắt lợn ỉ, rồi đến ông phó đê, các ông bị một cái vồ lúc nãy, ông ấy mất mảng tóc đỉnh đầu, thịt non phơi ra đỏ hòn. Cả ba ông đó cũng phải nằm liệt dưới đất, thì nhau kêu rên hừ hừ, còn các ông khác hoặc bị thương ở mặt, hoặc bị thương ở tay, hoặc bị thương ở vai hay cổ, tuy cũng đau lắm, nhưng còn có thể ngồi gượng, sau khi sai người lấy chiếu đắp cho những người đau nặng lý trưởng cắt bọn tuần phiên một nửa ở đó canh gác một nửa thì đi lùng bắt những kẻ có dự vào cuộc chiến tranh rồi hắn về nhà đóng ngựa lên huyện khất quan về khám lúc ấy trời đã gần tối những người làm đồng lũ lượt trở về một người cùng đi một đường với tôi đã được chứng kiến trận ẩu đả ấy và có biết rõ nguyên úy cứ như anh ta đã nói thì căn do của tấm thảm kịch chỉ tại một chiếc lam lợn làng dc cũng như làng khác vẫn có riêng một số người chuyên coi về việc tế tự. Người ta gọi là tư văn hay là văn giáp hoặc văn hội, có làng gọi là quan viên. Mỗi khi làng có cúng tế thì từ chủ tế đến việc rước nến, bưng đài đều do tư văn phải làm. Theo nguyên tắc, hội tư văn tức là môn đồ của khổng phu tử bởi vì trong số hội viên, trừ những người dưới do làng bầu ra, các người đứng đầu phải là những bậc khoa hoạn. Làng nào không có khoa hoạn thì lấy những người trước xác thay vào. Hàng năm, cứ đến ngày đinh của tháng giữa mùa xuân và ngày đinh của tháng giữa mùa thu, tư văn làm lễ tế tại văn chỉ. Gọi là xuân đinh và thu đinh, đó là lễ riêng của hội tư văn, người ngoài không ai được dự, nhưng không phải là tế khổng tử. Quyền tế khổng tử thuộc về nhà vua. Và các văn miếu hàng tỉnh hàng phủ, còn dân gian, thì chỉ được tế những vị tiên đạt của làng mình. Làng DC không có khoa mục, trước trưởng lễ của hội tư văn, vẫn thuộc về cụ bá trung đáng lẽ mỗi khi trong làng có tế bất kỳ là tế ở đâu cụ ấy vẫn được giữ ngôi tế chủ nhưng vì tuổi già lễ bái khó nhọc cho nên cụ ấy vẫn giao công việc chủ tế cho ông cửu nghĩa theo lệ nhất định những khi làng làm lễ bằng lợn cái sỏ lợn phải để biếu cụ trưởng lễ còn cái cổ lợn thì cắt làm hai khoanh tròn người ta gọi là cái lăm một khoanh biếu ông tả văn một khoanh nữa thì để biếu một ông nào đã gánh công việc chủ tế chủ tế là ông tả văn ông ấy sẽ được hưởng cả đôi năm nếu chủ tế là cụ trưởng lễ thì phần cụ ấy phải có một năm một giỏ mọi khi hai cái lăm của con lợn tế thần đều là phần ông cửu nghĩa bởi vì ông ấy vừa quyền tế chủ lại vừa viết văn nhưng độ này ông cửu nghĩa ốm nặng ngày mai tư văn làm lễ xuân đỉnh, chắc là ông ta không thể làm chủ tế chức ấy phải cắt đến người thứ ba từ chiều hôm nay tư văn có rửa tuần rượu đệ lên văn chỉ làm lễ túc yết Ai vào chủ tế ngày mai, hôm nay phải lên văn chỉ mà khấn, để các tư văn lễ theo. Chiếu theo ngôi thứ, trước chủ tế ngày mai đến ông cựu thỉnh, và rồi ông ấy sẽ được hưởng cái lăm lợn, dư huệ của ông cửu nghĩa. Ông cựu bình, lấy thế làm tức, bởi vì nếu ông cựu thỉnh từ chối, thì chức tế chủ và cái lăm lợn ngày mai sẽ về ông ta. Đợi lúc ông cửu thỉnh súng xính mũ áo, sắp rửa vào khấn, ông cựu bình ngăn lại và nói, Ông định khấn như thế nào? Phải đọc trước cho cả tư văn cùng nghe cái đã. Cái đó mới hiểm đọc chứ. Một người suốt đời chưa học chữ nào như ông cựu thỉnh, thì đọc văn khấn làm sao cho trôi. Bí quá ông cựu thỉnh phát cáu. Khấn thế nào tôi không phải trình với anh. Ông cựu bình càng làm già. Không phải trình tôi. Thế thì nếu anh khấn cha khấn mẹ về đó, tư văn cũng phải chịu à? Ông cựu thỉnh đương cơn tức tối, liền tát cho ông cựu bình một cái và thét. À, thằng này mày chửi ông à? Ông cựu bình cũng không chịu nhịn, túm luôn lấy cổ áo thùng ông này và đấm vào gáy một chặp. Trong đám tư văn, có người là họ ông Thỉnh, có người là họ ông Bình. Thấy hai bên đánh nhau, kẻ thì kêu làng cầu cứu, người thì xông vào đánh dùm. Lúc này người làm dưới đồng còn đông, những kẻ thù ghét cả hai ông kia, thì nhau kéo lên đánh hội, cốt để gieo vạ cho kẻ thù sướng. Vì thế mới ra cuộc đại chiến, và mới đến bấy nhiêu người bị thương. Nửa đêm hôm ấy quan huyện mới về biên án, ngay lúc đó, những người bị thương đều được khiêng lên nhà thương. Khi họ đi đường, người ta còn nghe tiếng rên ầm ầm. Chương 15 Miếng thịt dỗ hậu Hôm ấy vào khoảng thượng tuần tháng chạp, trời đương quang đãng tự nhiên thấy tối sầm lại. Gió bắc ở đâu kéo đến đùng đùng, những đám mây đen tự phía chân trời, lù lù tiến lên giữa trời. Rồi hóa ra một tấm màn màu cho phủ kín bầu trời, bằng cái hàng hái của người chạy mưa, Tôi cứ trông thẳng cổng làng HD, cắm đầu đi thật dạo bước. Tấm màn màu cho dần dần thấp xuống, rồi những luồng chớp nhằng nhằng như đàn rắn vàng đuổi nhau ở nẻo xa xa, rồi những tiếng sét vỡ trời từ góc trời nọ dồn nhau sang góc trời kia. Chẳng khác những tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống chân núi. Hột mưa rào rào xa xuống như muốn giúp sức cho sự giá lạnh. Hai má tôi đã thấy buốt, hai tay tôi đã thấy cóng. Trong cái quán ở đầu cổng đàn ông đàn bà. Đường chen vai nhau đứng vây chung quanh mấy bó mạ chiêm. Những lúc phong vũ bất tỉnh, ai cũng muốn giữ thân nấy. Khi nào họ chịu nhường chỗ cho một người lạ. Tôi đành đội mưa giò trên con đường lầm lội, định cố đi tới nhà một người bạn, rồi nghỉ luôn thể. Nhưng khi mới đến sân đình, trời càng mưa to, không thể liều đi được nữa. Tôi phải lánh lên thềm đình. Ở ngoài cổng đình, lù lù tiến vào một lũ đổ trên 10 ông lão già. Ông nào cũng như ông nấy, đầu đội nón lá, lưng khoác áo tơi, tay chống một chiếc gậy tre lộc cọc. Sau khi đã trao chân vào cái vũng nước dưới giọt đỉnh, ca cụ lẩy bẩy trèo lên thềm đỉnh và lò dò bước lên sân đỉnh với những tiếng thít tha đáng ái ngại. hết bọn ấy lại tiếp bọn khác, ca cụ lẻ tẻ đến mãi. Những bọn sau không được đông như bọn trước, mỗi bọn độ vài bốn người. Trên đỉnh có tiếng mâm bát lẻng kèng, mùi hương ngào ngạt trong đám tiếng người lào xào hẳn là người ta cúng lễ gì đó. Tôi không để ý và chăm chăm nhìn những giọt nước từ mái ngói chảy xuống sân gạch. Trời tháng chạp, mà sao mưa to làm vậy? Chỉ trong một lát sân đỉnh nước chảy lênh láng, bong bóng trôi trên mặt nước lềnh bềnh. Gió bấc mỗi lúc mỗi thêm dữ dội. Nó hát hột mưa tua tủa vào chỗ tôi đứng, như muốn đuổi tôi lên đỉnh để xem cảnh tượng trên ấy ra sao. Dưới bước chấn xong ở phía sau đỉnh, một chiếc mâm cao sơn đỏ, trễm trẹn kê giữa mảnh chiếu rách cạp. Trước mâm có để mấy bó vàng hồ, một chai rượu và mấy quả cau. Trên mâm là một tảng xôi vuông vắn bằng cái lá nem và một miếng thịt lợn luộc, ước chừng hai cân trở lại. Nén hương cắm trong mâm xôi cháy đã hết nửa. Tản hương dụng trên mặt xôi đen xì. Các cụ túm năm tụm ba, bó gối ngồi trong mấy chiếc chiếu, trải liền bên cạnh bao lợn. Tất cả độ bốn chục cụ, cụ nào cũng sắc mặt xám mét. Thấy tôi nhô lên, các cụ đều ngơ ngác nhìn lâu lâu một cụ sẽ cất giọng run run của người bị rét. Ông khách vào chơi nhà ai? Tôi đáp rất lễ phép. Thưa cụ, tôi vào thăm ông Tú Tĩnh. Cụ khác lên giọng phều vào. Ấy, nhà tôi cũng ở liền ngõ với ông ấy. Ông hãy ở đây lát nữa cùng đi với tôi. Thì ra cụ này chính là cụ thượng làng ấy. Sau khi tôi tỏ ý cảm ơn, một cụ nữa ngó vào cụ ấy và nói. Tôi hết hương rồi, cụ thượng vái hạ đi cho. Cụ thượng sẽ gật đầu Rồi lom khom đứng ra phía trước mâm xôi Cúi đầu vái luôn ba vái Trong đám có tiếng rõng sạc Tôi không nhận ra tiếng cụ nào Thằng mới Hạ mâm xuống để làm cỗ đi Tất cả 46 suất 11 cỗ rưỡi Với một cỗ nhà chứa Một cỗ cho mày Là 14 cỗ còn thừa hai phần nghe không với một tiếng giả không được lễ phép cho lắm, thằng mới nhanh nhẩu bưng mâm xôi thịt đến chỗ rào thớt giữa khi có một cụ ít tuổi trong bọn, lạch cạch, nhác mới bó vàng ra chỗ bệ đình, phỉ phò thổi chiếc mồi dơm châm lửa. Tháng mới làm cỗ mới nhanh làm sao, đống vàng cháy chưa hết nửa, 14 mầm cỗ đã xong cả rồi, nó bưng từng mâm, đặt ra các chiếu, mỗi mâm chỉ có một đĩa thịt mỏng, một bát nước mắm và một cục xôi bằng bánh xà phòng ba xu, bốn một, tám hai, các cụ tự do ngồi vào các chỗ, không ai phải mời ai. Cụ thượng sai thằng mới bổ cao quệt trầu đưa ra thết tôi. Mời ông xơi tạm miếng trầu. Chúng tôi xin thất lễ ông chén rượu. Hôm nay làng tôi có dỗ ông hậu. Mọi khi còn làm to hơn. Bây giờ thời buổi cải lương nên có giảm đi đôi chút. Chai rượu bị rót ra hai cái bát ở mâm thứ nhất. Lần lượt chuyển xuống đến mâm cuối cùng. Các cụ bắt đầu cầm đũa. Một cụ lại gọi thằng mới. Còn thừa hai phần. Mày đem một phần chiếu lại lên mâm cụ thượng. Còn một phần nữa thì để cho người quá lộ. Người ta sắp sửa bố thí xôi thịt cho mình đây chắc. Tôi đường tự hỏi như vậy, thì ở trong đám vừa thấy có người cắt nghĩa. Ông khách hẳn chưa biết hai chữ quá lộ là gì. Chính nghĩa thì là những người qua đường, nhưng đây chúng tôi chỉ nói riêng bọn ăn mày, là vì trong lúc dân làng ăn uống, thường thường vẫn có ăn mày đến xin. Dù ít dù nhiều, thế nào cũng phải cho họ, bởi vậy đám nào làm cỗ cũng phải để dành cho họ nếu họ không đến thì cho thằng mới dứt lời các cụ lần lượt chia đũa mời nhau đưa cay câu chuyện cái giá cắn đôi của đất hà nội tôi mới được nghe chưa từng được thấy nhưng ở đám này tôi đã mục kích được một kiểu ăn uống còn có lễ độ hơn thế miếng thịt gắp lên các cụ chỉ sẽ nhấm một chút xíu rồi lại đặt luôn xuống bát của mình có lẽ cái chỗ bị nhấm nó chỉ lớn bằng hạt đỗ ngoài sân sấm vẫn ù ù những hạt mưa đã nhỏ dần dần chiếu trời cũng quang dần. Tôi đường vơ vẩn trong trời trong đất, chợt thấy có tiếng đũa đặt xuống mâm len keng. Chai rượu đã hết, các bát rượu đã cạn, các cụ đã cùng bãi tiệc. Xôi thịt còn lại, đường bị chia ra làm phần. Tuy đứng xa, tôi cũng trông rõ, mỗi phần chỉ có hai ba miếng thịt sâu vào cái tăm và một hòn xôi bằng quả ổi còn đặt ở trên mảnh lá chuối. Mưa tạnh, các cụ lần lượt đứng dậy, ai nấy đội nón chống gậy mặc áo tơi, lò dò bước xuống sân đình với một dáng bộ run rẩy cụ thượng phèo phào bảo tôi nào ông khanh có vào nhà ông tú tĩnh thì đi với lão hình như có phải hớp rượu cơn rét của cụ lại càng tăng thêm ra khỏi đầu đình hai ống chân cụ loạng choạng siêu vẹo mấy lần suýt ngã tôi phải chạy lại gần cụ nắm lấy cánh tay và dắt cụ đi bằng hai hàm răng đập vào nhau cầm cập cụ vừa đi vừa nói chân tình tôi gần tám mươi tuổi đầu mà lúc mưa rét thế này cũng cố dò đi ăn uống chắc ông sẽ cho là già ăn tham thực ra tôi có thiết gì miếng xôi miếng thịt sở dĩ cố đi chỉ vì có mấy đứa cháu ở nhà quê gạo ăn còn chẳng có lấy đâu ra tiền mua thịt nếu không có miếng phần việc làng thì những trẻ con quanh năm không được biết mùi thịt ra sao bởi thế tôi phải dò đi để lấy phần về cho chúng nó câu chuyện chưa hết cụ thượng vừa tới cổng nhà mấy đứa trẻ con mặt xám như gà cắt tiết, thấy cụ liền reo một cách mừng rỡ như người được của. à, ông đã về, phần của cháu đâu? Hình như chúng nó đợi cụ đã lâu lắm. Chương 16, món nợ trung thân. Thường thường ô tô chở khách chạy đường Hà Nội Thái Nguyên, vẫn bị tài xế om ở CD, để đón khách hoặc ăn cơm. Có khi cao hứng, họ còn tán chuyện bù khú với bọn hàng quà, đến 2-3 giờ đồng hồ, hành khách dục rã mặc kệ, Hôm ấy tôi và ông lờ cũng bị họ giam lại đó. Bấy giờ đường giữa mùa hè, trời nắng như thiêu, vì ở trên xe chật quá. Chúng tôi cũng muốn thoát lá cái chỗ người như nêm cối, để xuống hàng nước nghỉ mát, cho nên dù bị chờ đợi quá lâu, cũng không ai thấy sốt ruột. Thình lình, một chiếc xe nhà ở nẻo xa xa, Lạch cạch kéo đến. Cái xe hình như đóng đã lâu ngày, vải mui đã rách, gọng mui đã bực, hai càng đã hết màu sơn, hai bánh lấm bê lấm bếp. Trên xe không có người ngồi, uể oải qua cửa hàng nước, anh xe cúi chào ông L. Lại cậu, rồi hắn đỗ xe bên đường, lau qua những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán và hắn vừa thở, vừa bước vào hàng. Trông bộ dạng hắn không hơn một người ăn mày, quần đã sơ cả hai gấu, áo đã vá hàng chục mụn mà hãy còn hở một bên vai. Cây nón trên đầu đã tả tơi như tàu lá chuối bị bão, hạ nón úp xuống mặt trống của nhà hàng. Hắn ngửa chiếc bát lên chóng và dục nhà hàng múc nước. Ông lờ nhìn tôi và nói, thằng này là người làng tôi, nó vẫn kéo xe cho ông tê tê. Rồi ông lại nhìn người kia và nói, mày đánh xe đi đâu? Anh xe ỏng ọc, uống hết bát nước rồi đáp, bẩm cậu con ra Hà Nội để đón cụ con. Ông lờ ra bộ ngạc nhiên, ở Hà Nội về làng ta, chỉ hết một hào ô tô, thế mà cũng bắt xe nhà đi đón, sao mà cụ mày cẩn thận quá vậy? Anh xe lắc đầu, không phải cẩn thận, chỉ vì độ này ở nhà không có việc gì, cụ con sợ con chơi không, nên mới bắt con đánh xe đi đón cho khỏi tốn một hào chỉ. Rồi hắn nói tiếp, trong mấy hôm nay, cụ con đi đâu một bước cũng dùng xe nhà, không chịu mất một đồng tiền xe tiền tàu nào hết, nhiều hôm con phải chết dở với cái xe ấy. Như muốn mượn câu chuyện của hắn để tiêu thì giờ, ông lờ lại gặng. Xe hỏng hay sao? Anh xe cầm chiếc nón rách vừa quạt vừa nói. Nào nó có hỏng đi cho, đã phúc nhà con Rồi hắn ngửa mặt nhìn ông L Thưa cậu từ làng ta đến làng VD Ước chừng bao nhiêu cây lô mấy Ông L bấm đốt ngón tay và đáp Tất cả đến sáu chục cây Làng ta đến Hà Nội hơn 10 cây Hà Nội đến Hà Đông hơn 10 cây Hà Đông vào VD hơn 30 cây Anh xe nhanh mồm lẻ lưỡi Trời ơi Sáu chục cây số kia Thế mà năm ngoái Khi sang VD đưa ma Cụ con cũng bắt con kéo đi đấy Bữa ấy cũng vào mùa hè, cụ con dậy từ gà gáy, sai người gọi con đưa xe ra cổng. Ngoài đường trời tối như mực, con phải đi dò từng bước, kẻo sợ đâm xuống vẻ đường. Lệ thường ở nhà cụ con, cha cậu đã biết, hôm nào cũng đến 9 giờ thì ăn cơm sáng. Hôm ấy vì còn sớm quá, người nhà chưa nấu cơm. Cụ con cũng đi lòng không, thì con còn được miếng gì vào miệng. Ra đến Hà Nội, con đã đói, nhưng phải cố gượng và tưởng thế nào vào đến Hà Đông cụ con cũng cho ăn quả té ra không khi qua hà đông cụ con chỉ cho vào hàng uống một bát nước rồi lại bắt kéo đi liền trời nắng bụng đói con đã vàng cả hai mắt uể oải lôi đôi càng xe chẳng khác gì thằng ốm dở tới vd cụ con vào nhà đám con phải nằm lử trong xe đến lúc người nhà gọi cho ăn cơm thì con mệt quá nhai không buồn nuốt hôm sau đưa đám xong rồi cụ con lại bắt kéo về tuy rằng sáng nay có được ăn uống no nê nhưng vì hôm trước phải chạy kiền kiệt cả ngày, cho nên con thấy mỏi mệt hết sức. Tới Hà Đông, con đi thủng thẳng bước một, giống như người đi xe giờ. Cụ con bảo con cố kéo về đến Hà Nội sẽ nghỉ. Nhưng đến Thái Hà, chân con như bị dòi ra, không thể nào mà bước đi được. Cùng quá, cụ con bảo con kéo vào nhà một ông bạn trong ấp để cho con ngủ một đêm. Nói đến đấy, anh xe đứng dậy, đến chỗ chúng tôi xin mùi thuốc lào. Ấy, con đi làm như thế, mà một đồng xu mua thuốc không có, quanh năm cứ phải ăn xin. Nhiều khi con đã cố từ, nhưng nghiện nặng quá không sao từ được. Ông lờ véo thuốc cho hắn. Thế tiền công của mày để đâu? Hắn đón mồi thuốc bằng một dáng buồn rầu. Bẩm cậu, nhà con nó quến đi mất. Ông lờ tỏ vẻ ái ngại. Vợ mày đi mất rồi à? Bẩm không, nhà con nó mới chết à? Vừa nói, hắn vừa trở lại chỗ ngồi của hắn bằng một bộ điệu chán nản. Ông lờ lại hỏi. Thế sao nó lại quên được tiền công của mày Thưa cậu cho con hút xong điếu thuốc Sẽ xin kể để cậu nghe Rồi hắn vội vàng đặt thuốc vào điếu Lấy đóm châm lửa Và bằng thái độ của kẻ nghiện nặng Nhưng nhịn đã lâu Hắn hóp hai má hút một hơi dài Như muốn để cho hơi thuốc ngấm vào xương cốt Hắn cố ngậm khói trong miệng hồi lâu Rồi mới há miệng Cho nó từ từ đùn ra Hai mắt lờ đờ nhìn sang ông lờ hắn tiếp Cảnh con bây giờ khổ quá cậu ạ à. Từ giữa năm ngoái, nhà con bị bệnh hậu sản. Nhưng nó vẫn gượng đi làm. Đến đầu tháng 10 thì nó ốm nặng. Suốt ngày suốt đêm, chỉ nằm giường và ho khủ khụ. Bây giờ, con vào làm cho cụ con mới được một tháng. Tiền công lĩnh rồi, lại phải vay thêm 5 đồng nữa. Lấy tiền thuốc men cho nó. Giả sử trời để nó sống, thì số tiền ấy chúng con trả trong vài tháng cũng hết. Chẳng ngờ thuốc uống không chuyển, bệnh nó chẳng những không bớt, lại cứ mỗi ngày một tăng, rồi cuối tháng một nó chết nói đến đấy hắn bỗng ngừng lại một giọt nước mắt từ trong khóe mắt rơi xuống mặt đất im lặng chừng độ nửa phút hắn lại dễ dàng nói thêm lệ của làng ta chắc cậu đã rõ một người nằm xuống dù giàu dù nghèo nhà chủ cũng phải giết một con lợn đãi phe một bữa giấm ghém phe mới khiêng cho không được thế thì phải nhờ cậy họ mà khiêng giúp nhà con tuy còn ít tuổi nhưng nó là người thiên hạ và cũng hẳn hoi với con nếu để họ khiêng thì sợ tủi vong hồn nó. Và rồi con cũng không mặt mũi nào trông thấy anh em nhà vợ nữa. Vì thế con phải cố lo bữa rượu để mời hàng giáp, một con lợn, mươi nồi gạo, vài chục chai rượu. Tất cả cũng hơn ba chục đồng, chưa kể quan ván của nó. Trong nhà không có đồng nào, một chốc phải tiêu đến bấy nhiêu tiền. Cậu bảo lấy ở đâu ra? Nếu nhà vợ con mà được giàu có, thì con cũng không khổ lắm, nhưng mà bên ấy cũng không có gì bà nhà con và các cậu nó chỉ giúp cho được hơn 10 đồng. Còn thiếu, con lại phải kêu cụ tê, cụ con bằng lòng cho con vay thêm 25 đồng nữa, bơi 5 đồng trước thành 30 đồng. Cho người khác vay, cụ tê vẫn đều tính lãi mỗi đồng một tháng 6 xu. Vì con là kẻ tôi tớ, cụ con cũng thương, nên mỗi đồng một tháng chỉ lấy 5 xu, nhưng tháng nào phải trả lãi ngay tháng ấy, còn gốc chịu đến bao giờ cũng được. Tiền công của con ở đấy, mỗi tháng được một đồng rưỡi, trừ vào tiền lãi là vừa. Từ cuối năm ngoái đến giờ, quần áo rách như bươm bướm, còn cũng không có đồng nào mà thay. Rồi với hai hàng nước mắt giản ruộng, hắn kết luận. Đời con, không còn lúc nào trả xong được món nợ ấy. Bây giờ đã vậy, không biết rồi khi về già, không kéo nổi cái xe kia nữa, thì làm thế nào? Ông lở cười và bảo tôi. Một bữa lệ làng có thể gây cho người ta món nợ lãi trung thân không trả hết. Chương mười Chương 17 một cái thảm trạng. Lúc bấy giờ, trời đã nhá nhem tối, trống mõ trong các làng đã dồn dập thu không. Hồi chuông chiêu mộ trong tam quan chùa Ngân Nga gieo vào khoảng không gian tĩnh mịch để cảnh cáo cho mọi người trong thôn sự kết liễu của một ngày. Những cái cảnh sắc trốn thôn trang, nơi đồng ruộng đều bắt đầu chìm đắm trong cõi u âm lặng lẽo. Trên con đường đất quanh co khúc khuỷu còn thấy có hai cái bóng đen đương mập mờ chuyển động một cái chớp nhoáng trên không trung rọi xuống, người ta nhận thấy hai cái bóng ấy là hai người đương ỉ ạch dìu nhau. Một người thì cao lớn lực lưỡng, đường lễ mễ, bên người thấp bé, lả lướt như chẳng buồn đi. Hai cái bóng ấy dần dần tiến về phía cổng làng. Càng lại gần, càng nghe thấy tiếng rên rỉ rền rĩ, tiếng người đàn ông thở hổn hển như thiết tha khuyên nhủ. Cố đi mấy bước nữa, gần đến nhà ta rồi, mình cố bước lên cho tôi đỡ mệt. Tiếng người đàn bà yếu ớt, thều thào đáp lại. Đau lắm, nhọc lắm, sẽ nó tụt ra đây này. Thôi để tôi ngồi dựa gốc đa kia, mình mau mau chạy về, gọi ai ra đỡ tôi vậy. Người đàn ông ra dáng ngẩn ngừ rồi nói. Hay mình chịu khó nằm ngửa trên lưng tôi, để tôi cõng vậy, vì ở đây xa làng xóm, trời thì gió lạnh sắp mưa. Ở lại đây nếu có sự gì chất ngại thì khốn. Thôi, cố về đến nhà cho yên dạ. Nói rồi, không đợi cho người đàn bà đáp lại, dáng hết sức cắp người vợ trên lưng, chạy một mạch tới cái điếm đầu làng. Bỗng người trên lưng tụt xuống, thoáng nghe thấy tiếng trẻ khóc, một tiếng rõng rạc trong điếm hỏi ra. Ai? Tôi xin bác làm ơn. Người đàn ông chưa nói dứt, thì mấy anh tuần đã vội nhảy cả ra, rồi cùng reo, Vợ đĩ tít đẻ anh em ạ. À. Người đàn ông vội sụp xuống lại, khẩn khoản van lơn xin ngơ đi cho để đem vợ về tới nhà bỗng một tiếng của bác trương lẫm liệt thét ra không được việc này rất quan hệ đàn em đâu hãy chạy vào trình cụ tiên xem cụ dạy thế nào đã anh em mình quyền dơm vạ đá ăn chẳng có thì tội gì mà để khó đến thân bác đĩ tít hu hu bưng mặt khóc để mặc vợ rũ rượi tóc tai dưới ánh mồi lửa của bọn tuần mẹ con người khốn nạn đầm đìa trong vũng máu một anh tuần chạy đi một lát thì bỗng thấy đèn lửa lập lòe trong xóm đi xa người lớn trẻ con lốc nhốc kéo theo cụ tiên chỉ cụ mình khoác áo bông chân đi guốc gọc đầu bị chiếc khăn bông lòa xòa một chòm râu trắng xóa hai con mắt hoăm hoắm dưới bộ lông mày bạc nhìn theo mấy anh tuần chỉ trỏ rồi cụ cất tiếng hỏi vợ chồng thằng tít đấy phải không một tiếng dạ run run trong cổ bác tít đưa ra còn nghẹn ngào nức nở gô cổ mẹ nó ra gốc đa kia cho ông hờ sinh giữ tử lành chúng bay còn không biết à Trời đất dân làng đang yên lành thế này, chúng bay dám rước vạ vào làng ông Trăng. Năm xưa đã thẳng cu ốc, đem vợ đẻ về làng. Rồi trong làng sinh dịch lệ tứ tung, tiễn tống khốn khổ, chúng bay còn không nhớ à? Dù phép vua, còn phải thua lệ làng. Chúng bay làm trái lệ làng, thì chúng bay còn hòng ở làng nữa hay không? Chúng bay tưởng ông không chừng trị nổi chúng bay à? Tuần đâu rong lên, gô cổ con mẹ ấy ra ngoài kia. Chỗ dây máu kia, thì lấy nắm rác đốt lên, rồi dẫy cho sạch đất đổ xa đi. Còn thằng Tít thì trói nó vào cái điếm kia, mai ông sẽ liệu. Dứt lời oanh liệt của bậc trí tôn, bạc Tít người run như cày sấy, sụp lại cụ tiên, cầu khẩn, xin cho theo ra để tìm cái che đậy cho vợ con khỏi rét mướt rồi sẽ xin vào chịu tội mấy bác tuần răm giáp dạ. Người lớn trẻ con trong xóm đều ngấm nguyết, đua nhau thoá mạ. Đàn bà thối thây dày ra, kỳ sinh nở chẳng biết liệu lại còn định dẫn nhau về để trực gieo vạ cho làng, cũng có người động mối thương tâm, kẻ thì thổi cơm, người thì nấu nước đem ra cho, lại xuống nhau ôm dơm rác, chiếu nong cho để làm lều làm túp, cũng có kẻ lại sợ vía van, sợ cung long chẳng dám lại gần, dù có cái phong tục cổ truyền là cấm người đem gái đẻ về làng, chẳng hề ai há miệng nói sao, cũng chẳng ai hiểu vì sao mà độc.